Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 11. Nghe được Diệp Thần vậy lạnh như băng dày, Ô Khải Nguyên tròng mắt hung hăng co rúc lại. Tim giống như bị người nặng nề đụng nát. Hắn thành tựu gia chủ Ô gia, quyền thế ngút trời, cũng coi là tỉnh Chiết Giang cao cấp nhân vật. Lại có thể bị một người thanh niên kêu quỳ xuống lãnh cái chết. Đây quả thực là đối với hắn làm nhục à. Mặc dù hắn biết Diệp Thần rất nguy hiểm, nhưng là như thế nào đi nữa nguy hiểm, cũng không có tư cách uy hiếp hắn. Hắn cũng không tin, mình từ nhỏ đến lớn liền bắt đầu tu luyện, còn không địch lại một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Ô Khải Nguyên một bước bước ra, lạnh lùng nói, thằng nhóc, ngươi quá ngông cuồng. Ngươi cuồng ngông sẽ hại chết ngươi. Vốn là ta muốn đem ngươi giao cho Đường Ngạo xử trí, bây giờ ta thay đổi chủ ý, ta thả giao cho Đường Ngạo một cổ thi thể. Chết! Một tiếng giống giận dưới, Ô Khải Nguyên một bước bước ra, cường đại đợt khí cuộn sạch mở. Tông sự oai ầm ầm bùng nổ. Sau lưng hắn bàn lại là trực tiếp vỡ vụn. Vô số mặt gỗ bay múa đầy trời. Chỉ một ngón này, cũng đủ để vượt qua Diệp Thần đối mặt bất kỳ cường giả. Chỉ gặp Ô Khải Nguyên thân thể nhảy lên ước chừng 3 mét, sau đó mang theo cực kỳ kinh khủng đợt khí, hướng Diệp Thần hung hăng nện xuống. Ta Ô Khải Nguyên, Hoa Hạ Tông Sư bảng 192 tên, ngược lại muốn lãnh giáo một chút ngươi cuồng vọng tư cách rốt cuộc là cái gì. Vô số kinh khí do như lưỡi đao vậy hướng Diệp Thần tới. Diệp Thần con ngươi có trước đó chưa từng có nghiêm túc. Hắn không dám chút nào xem thường. Mặc dù đối phương là 192 tên, nhưng là nói không chừng thực lực đã sớm vượt qua cái hạng này. Một khi khinh địch, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần chợt hướng sau lưng đi, Ô Khải Nguyên quả đấm cơ hồ lướt qua thân thể mà qua. Bành! Làm Ô Khải Nguyên rơi xuống đất nháy mắt, mặt đất lại có thể ra truyền tới một hồi cực mạnh chấn động. Cực kỳ bá đạo! Hắn hai chân rơi xuống địa phương lại sinh ra mấy đạo như mạng nhện giống vậy vết rách. Nhìn thấy mà giật mình. Ngươi tên tiểu súc sinh này, ta ngược lại là phải xem ngươi tránh tới khi nào. Ô Khải Nguyên gầm thét một tiếng, dưới chân lại phun trào ra khinh công thân pháp, nhanh chóng xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Bình bịch bịch, một quyền tiếp theo một quyền nện xuống. Không bạo tiếng giống như pháo tre vậy nổ vang. Cả viện hoa cỏ cây cối toàn bộ bị kình khí chặt đứt. Lạc Diệp phân bay, cực kỳ sát ý. Diệp Thần từ đầu tới cuối không có ra tay, hắn muốn làm chính là cảm thụ một phen tỉnh Chiết Giang cao cấp cường giả thực lực. Đường Ngạo so Ô Khải Nguyên mạnh, hắn có thể từ Ô Khải Nguyên trên mình đại khái suy tính ra Đường Ngạo thực lực. Dĩ nhiên chỉ là một đại khái số liệu. Ô Khải Nguyên phát hiện Diệp Thần một mực ở né tránh, mấu chốt không biết tại sao. Hắn căn bản không đụng tới Diệp Thần thân thể. Cảm giác này để cho hắn nổi nóng đến mức tận cùng. Người mẹ hắn không phải mới vừa rất cuồng sao? Người ngược lại là đánh lại à? Tránh cái gì? Ô Khải Nguyên trầm giọng nói. Dứt lời, hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, dũng mãnh chiến đấu phong cách, phong tỏa Diệp Thần hết thảy đường lui. Chết! Hắn một trường hướng Diệp Thần thiên linh cái vỗ tới. Diệp Thần lại nữa né tránh. Chân khí ngưng tụ, một quyền đánh ra. Bành! Hai món lực lượng ngay tức thì đụng vào nhau. Một cổ dễ như bỡn đợt khí trước bốn phương tám hướng lan tràn ra. Rắc rắc! Ô viện tử hai bức tường lại trực tiếp bị tức lãng đánh sập. Đồng thời, Diệp Thần và Ô Khải Nguyên lại rối rít hướng sau lưng thối lui. Ô Khải Nguyên lui 6 bước. Diệp Thần lui 3 bước. Một màn này, rung động tại chỗ tất cả người Ô gia lòng. Ai có thể nghĩ tới tỉnh Chiết Giang lại có một người trẻ tuổi có thể cùng gia chủ không phân cao thấp. Cái này mẹ hắn là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao? Ô Khải Nguyên tay phải hơi lay động, hắn có thể cảm giác được mới vừa rồi lực phản chấn đối với hắn tạo thành tổn thương. Hắn trong mắt cuồng nhiệt biến mất, ngược lại đổi được vô cùng nghiêm túc. Chỉ một mấy chiêu, hắn liền phát hiện Diệp Thần tốc độ và lực lượng đều ở đây mình trên. Nếu như muốn bắt lại Diệp Thần, tuyệt không dễ dàng. Ngay tại lúc này, một cái Ô gia đệ tử nghĩ tới điều gì, chợt bắt được phòng khách một chuôi trường đao, trực tiếp ném ra ngoài. Gia chủ, Ô gia mạnh nhất là đao kỹ. Được. Ô Khải Nguyên tiếp nhận giữa không trung mà đến trường đao, vững vàng cầm, cực mạnh ý định giết người hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra.
khí thế kéo lên không chỉ gấp đôi. Những cái kia ô gia cường giả thấy một màn này, đã lộ ra thắng lợi vui sướng. Hợp lại quả đấm, ô gia tuyệt đối không phải mạnh nhất. Nhưng là bính đao, toàn bộ tỉnh Chiết Giang ai dám không phục. Bọn họ nhìn về phía Diệp Thần trong mắt cũng đổi được đồng tình đứng lên. Phỏng đoán muốn không được bao lâu, thằng nhóc kia tay chân cũng biết bị chém đứt, thậm chí liền đầu có hay không cũng không nhất định. Ô Hân Lan lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, nàng muốn xông ra ngăn cản, lại bị một vị ô gia cường giả gắt gao đè lại bả vai. Tiểu thư, không nên vọng động, gia chủ tất nhiên chém chết người này. Ô Hân Lan khẽ cắn môi, không biết nên nói cái gì. Mà giờ khắc này, trên đất Ô Hạng Minh cố gắng chống đỡ mình đứng lên, bên hông đau đớn để cho hắn toàn thân co quắp. Hắn nhìn một cái Diệp Thần, dụng hết toàn lực hô, Diệp tiên sinh, cẩn thận Ô Khải Nguyên đao, đao khí của hắn là có thể giết người. Lời nói vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống, Ô Khải Nguyên liền động. Trường đao trực tiếp xé không khí, to lớn hí trên, để cho lòng người run. Rất nhanh, đao ảnh liền hướng Diệp Thần bả vai chém tới. Một khi rơi xuống, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần không có chút nào né tránh, ngược lại một cái bước dài vọt tới. Tay phải một chuyển, lao qua đao ảnh, trực tiếp ụp lên Ô Khải Nguyên cổ tay trên. Hắn mới vừa muốn động thủ, đột nhiên, sau lưng lại một đạo sát ý lạnh như băng cuốn tới. Hắn sau lưng lại xuất hiện một vị cao thủ. Trước sau đều là ý định giết người. Cái này Ô gia, thật hèn hạ. Diệp tiên sinh, cẩn thận. Thấy vậy thình lình bóng người, Ô Hạng Minh sắc mặt đại biến, cơ hồ gầm hét lên. Hắn hối hận mình thành tựu Diệp Thần thủ hạ, lại không thể giúp chút nào. Diệp Thần biết rõ không có đường lui, một phen cân nhắc dưới, chỉ có thể năm ngón tay giống như lưỡi dao sắc bén xuyên qua Ô Khải Nguyên cổ tay. Ngay tức thì, máu tươi bắn ra. Đồng thời, sau lưng vị cường giả kia một chưởng vỗ ở Diệp Thần trên lưng. Diệp Thần huyết khí dâng trào, lùi về phía sau đồng thời, lau một cái đao ảnh vạch qua ngực hắn. Thương Long Huyễn Thân Quyết di động, mặc dù tránh ra đòi mạng một kích, nhưng là hắn vậy bộ quần áo đã xé. Thậm chí ngực xuất hiện một màn vết máu. Diệp Thần lui đến xó xỉnh, chiến chiến nguy nguy, bên trong màu trắng áo thun đã bị một tia máu tươi nhiễm đỏ một số. Máu tươi lại là giọt ở trên mặt đất. Chật vật. Giờ phút này chỉ có thể dùng cái chữ này để hình dung Diệp Thần. Đây cũng là Diệp Thần từ Côn Lôn hư đi ra, lần đầu tiên chảy máu. Mấu chốt hắn căn bản không nghĩ tới gia chủ Ô gia lại còn sẽ âm thầm giữ lại một tay, hơn nữa, thực lực của người kia so Ô Khải Nguyên còn mạnh hơn. Hắn con người gắt gao nhìn chằm chằm cái đó đột nhiên xuất hiện ông già. Trong mắt băng hàn, sát khí sôi trào. Ô Khải Nguyên cũng là kinh ngạc nhìn một cái bên cạnh ông già, nói, ba, ngài không phải đang bế quan sao, người này ta đối phó. Ông già một phất ống tay áo, hừ lạnh nói, hừ. Nếu như ta không đến, ngươi tất nhiên thành vì thế tử dưới người vong hồn. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Ô gia hoàn toàn yên tĩnh. Từng cái ngây ngốc lăng tại chỗ. Ông già lại chắc chắn Ô Khải Nguyên không phải Diệp Thần đối thủ. Mấu chốt ông già còn dùng nhất thủ đoạn hèn hạ ám toán Diệp Thần. Ông già sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần, lạnh lùng nói, thằng nhóc, ta thừa nhận ngươi thực lực rất mạnh, nhưng là ở ta Ô gia ồn ào như vậy chuyện, không tốt sao? Ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi hướng vậy ba cổ thi thể quỳ xuống, dập đầu ba cái, sau đó từ phế tu vi, ta Ô gia nguyện ý tha ngươi. Ông lão thanh âm vô cùng lạnh lùng. Diệp Thần cười. Hắn liếm liếm liền máu tươi trên khóe miệng. Trên người huyết sát càng phát ra nồng nặc, hắn một bước bước ra, vậy rét lạnh con ngươi giống như tới từ địa ngục tử thần. Cút, Diệp Thần chỉ phun ra một chữ, sau đó, để cho tất cả mọi người bất ngờ chuyện xảy ra. Hắn lại hướng ông già vào tới. Đồng thời trong tay xuất hiện một chuôi phong cách cổ xưa kiếm gãy. Trảm Long kiếm. Kiếm này là Diệp Thần từ Lục Hàn Xương trong tay đạt được. Cũng là Diệp Thần duy nhất có thể nhìn lên linh kiếm. Ngay cả là kiếm gãy, uy lực vẫn kinh người, còn có một tia linh khí kèm theo chừng. Diệp Thần từ vừa mới bắt đầu cũng không dự định sử dụng Trảm Long kiếm đối phó Ô Khải Nguyên. Nhưng là Ô gia loại này hạng thấp kém thủ đoạn để cho hắn nổi giận. Ngày hôm nay,
hắn phải dùng người ô ra máu, huyết tế cái này đem Trảm Long kiếm. Ông già ngược lại là không nghĩ tới như vậy thế cục bất lợi, thằng nhóc này lại vẫn dám ra tay. Hắn hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay cầm chặt, vậy trên đất trường đao trực tiếp hút vào lòng bàn tay của hắn. Bị hắn hung hãn nắm. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn tới, đã như vậy, ta sẽ dùng mạng ngươi cho vậy ba vị ô gia người một cái công đạo. Ông già trường đao run một cái, thanh thúy khí kêu vang dậy, hắn lại là ở trước mặt huy vũ mấy phần, từng đạo đao khí tràn ra. Cực kỳ kinh người. Ông già nhìn lướt qua cướp được Diệp Thần, trực tiếp cầm trong tay trường đao đánh xuống. Một đạo nhàn nhạt độ cong dược nhiên mà thành, lăng liệt đao khí hướng đạo thân ảnh kia chém tới. Một thanh kiếm gãy, còn có thể coi là vũ khí. Buồn cười. Một giây kế tiếp, một cổ cực kỳ uy thế kinh khủng vọt tới. Ông lão nụ cười hoàn toàn đọng lại. Bởi vì, hắn cảm giác được một đạo tựa như hủy diệt trời đất vậy kiếm khí lại có thể như thủy triều vọt tới. Loại cảm giác này lại để cho nội tâm sinh ra vẻ sợ hãi. Hắn nhìn không được cái gì, trực tiếp dùng trong tay trường đao ngăn trở đi. Vang vang, một tiếng. Ông già trong tay trường đao trực tiếp gãy lìa thành mảnh vỡ. Mà Diệp Thần trong tay kiếm gãy, xé không khí, mang dễ như bỡn kiếm ý, bổ ngang xuống. Giờ khắc này, ông già sau lưng ướt đẫm. Một tia chết cảm giác lại không ngừng lan tràn. Ông già không để ý tới hết thảy, trực tiếp hướng sau lưng thối lui. Xé kéo. Không còn kịp rồi. Kiếm gãy ngưng tụ một đạo kiếm khí lại xé ngực hắn quần áo, không chỉ như vậy, còn để lại một đạo vết máu thật sâu. Và Diệp Thần vết thương trên người giống nhau như đúc. Thậm chí nặng hơn. Ông già thân thể thụt lùi mười mấy bước mới ngừng lại, thậm chí suýt nữa té ngã ở trên đất. Ô Khải Nguyên vốn muốn đi qua đỡ, trực tiếp bị ông già đẩy ra. Ông già ổn định thân hình, con người gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa chàng trai. Nhưng là người thanh niên kia ánh mắt lại để cho hắn cảm giác được một tia huyết khí dâng trào. Cái này là như thế nào ánh mắt? Lãnh đạm, lạnh như băng. Không chứa một tia loài người hẳn có tâm trạng. Giống như thái cổ chân thần. Hắn trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng, mới vừa rồi hắn ở Diệp Thần và Ô Khải Nguyên đối chiến trong, phát hiện Diệp Thần thực lực mặc dù khủng bố, nhưng là hai quả đấm lực hẳn không cách nào và mình đối địch. Nhưng là kiếm này vừa ra, tiểu tử này uy thế lại tăng lên tới trình độ cao nhất. Vốn lấy là chính diện giao phong, mình thực lực vậy đủ để nghiền ép. Lại không nghĩ rằng chính diện giao phong, kiếm ý của đối phương hoàn toàn nghiền ép mình. Thằng nhóc này rốt cuộc cái gì lai lịch, hắn bế quan mới một năm thời gian, tỉnh Chiết Giang liền ngang trời xuất thế loại này yêu nghiệt. Hắn con người đột nhiên rơi vào Diệp Thần trong tay vậy thanh kiếm gãy trên, một tia linh khí và sát khí quấn quanh ở kiếm gãy quanh thân. Cái này, đây là linh kiếm, hắn cơ hồ kinh hô thành tiếng. Hắn rốt cuộc rõ ràng mình trường đao tại sao lại đoạn. Mình thì tại sao không địch lại, cùng loại cấp bậc này linh kiếm đụng nhau, có cái gì tư cách không ngừng. Ông lão trong mắt mang một tia nóng bỏng, hiển nhiên cho rằng là linh kiếm để cho Diệp Thần thực lực nhảy lên tới mảnh đất này bước. Nếu như hắn được kiếm này, thực lực tất nhiên lớn tăng. Ngay tại lúc này, một bên Ô Khải Nguyên vậy mở miệng nói, ba, trên người người này có rất rất nhiều bí mật, trên người hắn có đan dược ngọn nguồn. Bắt lại người này, Ô gia tất nhiên đi về phía đỉnh cấp. Ô Khải Nguyên thậm chí đưa ra một viên đan dược, cho ông già xem. Ông già nhìn lướt qua, còn người ngay tức thì co rúc lại, lại là mới mẻ đan dược, lại nhìn về phía Diệp Thần, chỉ có cuồng nhiệt. Điều bí mật này, chỉ có Ô gia có tư cách hưởng dụng. Ông già cũng không để ý vết thương trên người, khí thế leo lên, năm ngón tay một chảo, trong tay lại xuất hiện một chuôi trường đao. Hắn đối với Diệp Thần nói, trên mình ngươi đan dược và linh kiếm, ta đều muốn. Một giây kế tiếp, ông già đầu gối cong, bỗng nhiên phóng thích, như một con mãnh hổ vậy hướng Diệp Thần nhào tới. Ta Diệp Thần vật, ngươi cũng dám rình rập, đã như vậy, mạng ngươi, ta muốn. Diệp Thần chán ở giữa, vô cùng ung dung. Hắn đầu ngón tay, lại quanh quẩn nhàn nhạt khí lưu. Khí lưu ghé vào kiếm gãy trên, lại mơ hồ có một đạo hư ảnh. Hai tròng mắt phơi bầy lạnh vô cùng ý. Mới vừa rồi một kiếm kia, hắn chỉ bất quá tùy tiện bổ ra.
muốn thử một lần cái này Trảm Long kiếm uy lực. Hắn mạnh nhất không phải quả đấm và lực lượng. Hắn chân chính mạnh mẽ, ở chỗ kiếm ý. Côn Lôn hư trong mang ra ngoài kiếm ý. Chớp mắt bây giờ, ông già đã xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, trong tay trường đao cấp tốc rơi xuống, trên không trung lưu lại một đạo chết đậu cong. Cái này một đao, quá nhanh, sắp đến tông sư cường giả cũng né tránh không được. Ông già khóe miệng nứt ra một đạo nụ cười, nhóc, tỉnh Chiết Giang bất kỳ một người nào võ đạo gia tộc đều không phải là ngươi có thể chọc. Ngươi hai tay ta muốn. Ngay tại lúc này, ông già đột nhiên phát hiện cái gì, hắn dư quang chú ý tới Diệp Thần, nhưng là đối phương không sợ hãi chút nào, ngược lại lộ ra một đạo nụ cười. Nụ cười kia, tựa như ác ma tới từ địa ngục. Phối hợp máu tươi, làm cho lòng người hàn tới cực điểm. Ngươi không nên đắc tội ta, thật không nên. Dứt lời. Đột nhiên, Diệp Thần động. Hắn quanh thân ngưng tụ huyết sát ầm ầm bùng nổ, đồng thời, trong tay Trảm Long kiếm khí thế bung ra tới cực điểm. Mơ hồ bây giờ lại sinh ra một đạo hỏa diễm. Đúng, chính là ngọn lửa. Giờ khắc này, không chỉ ông già bối rối, tất cả mọi người tại chỗ cũng bối rối. Bọn họ là cổ võ giả, kia gặp qua loại thủ đoạn này à? Thằng nhóc này rốt cuộc lai lịch ra sao? Kiếm gãy liệt diễm, đốt diệt thương khung. Thời khắc này Diệp Thần, và thiên thần hạ phàm có cái gì khác biệt? Giờ khắc này, tất cả mọi người cũng cảm giác mình tim bị một đạo hỏa diễm vô tận cháy. Bọn họ ngay cả hô hấp cũng không dám hít thở. Ô Khải Nguyên cắn một cái môi mình, muốn chắc chắn có phải là nằm mơ hay không, nhưng là trong miệng xông ra máu tươi, nhưng nói cho hắn, đây không phải là mộng. Hết thảy các thứ này đều là thật. Tất cả mọi người trong mắt, dâng lên sợ hãi khó tả. Loại này sợ hãi tàm thực toàn thân bọn họ. Ông già nhận ra được không đúng, theo bản năng muốn chạy, nhưng là căn bản không còn kịp rồi. Hắn chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, ô ra tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực chu diệt người này. Hắn không có lựa chọn, đối phó trước mắt có thần kiếm tương trợ tiểu tử, căn bản không phần thắng. Chỉ có lấy nhiều thắng ít đi. Ô Khải Nguyên và đông đảo ô gia cao thủ kịp phản ứng, cấp tốc hướng Diệp Thần cướp tới, sát ý ở toàn bộ ô gia phóng lên cao. Nhưng là bọn họ còn không có đến gần Diệp Thần trong tay đã ngưng tụ ra một đạo kiếm ý tựa như bổ ra một đạo hỏa diễm. Mang lăng liệt và ngút trời lực, hướng ông già đi. Ta có một kiếm, có thể chém ngươi đầu lâu. Đột nhiên, một đạo kinh thiên nộ hống tiếng từ nơi này Diệp Thần trong miệng khạc ra. Vô số sát cơ lạnh như băng tựa như tập trung vào ông già vừa định né tránh, nhưng phát hiện đã không kịp. Hắn cảm giác được cổ chợt lạnh, theo bản năng đưa tay ra bưng bít, tự ý như khói lửa tách thả ra. Máu tươi phun ra, lách cách, ông lão đầu lâu trực tiếp rơi vào trên đất, con người dữ tợn, máu tươi tiệm nhiễm cả vùng. Giờ khắc này, những cái kia ô gia cường giả dừng chân lại. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm trên đất ông lão đầu lâu và không đầu thân thể, bọn họ hô hấp ngưng. Tim tựa như nổ bể ra. Ô lão gia tử lại chết, ô gia kinh khủng nhất tồn tại chết. Tỉnh Chiết Giang lưu truyền ô lão gia tử nhiều ít thần thoại, lại chết ở một người thanh niên trên tay. Trời à! Ô Khải Nguyên thấy một màn này, cũng là theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Hắn con người co giúp một cái, lại nhìn về phía Diệp Thần, chỉ có kinh hãi và sợ hãi. Thanh niên trước mắt, tựa như cao ở đám mây, nhìn xuống vạn vật, và bọn họ ô gia căn bản không phải một cấp bậc à. Hắn trong lòng lại có chút hối hận. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngàn không nên, trời không nên, chính là đắc tội trước mắt tiểu tử. Người này vẫy tay bây giờ, là có thể tiêu diệt bọn họ ô gia à. Ô Khải Nguyên đột nhiên nhìn về phía Ô Hạng Minh, hết thảy hoàn toàn bừng tỉnh. Ô Hạng Minh tại sao phải nguyện ý phản bội ô gia đi chém chết một vị tần gia cường giả, chính là bởi vì cái này sau lưng chàng trai à. Ô Hạng Minh thật ra thì một mực ở cho ô gia cơ hội à. Nếu như ban đầu bằng vào tầng quan hệ này, ô gia thành công đứng đội, không thể nghi ngờ lên một chiếc bánh xe lớn à. Ai có thể nghĩ tới ô gia một cái khang trang đại đạo. Chỉ như vậy tống táng ở tay mình lên. Giờ khắc này, Ô Khải Nguyên trong lòng có nồng nặc hối hận ý. Ngũ vị tạp trần. Dưới mắt,
ngay cả mình phụ thân vậy không địch lại thằng nhóc này. Hắn có thể làm sao? Chém chết Diệp Thần, hắn dùng cái gì chém chết? Dùng mộng sao? Xa xa Ô Hân Lan mắt đẹp hiện lên kinh hãi, lại là lấy tay bưng kín miệng mình, cố gắng không để cho mình kêu thành tiếng. Nhưng là nàng vẫn là không nhịn được à. Nàng hai chân như nhũn ra, trên mình toàn bộ ướt đẫm, đây là một loại chết sợ hãi. Nàng đã sớm biết sẽ là loại này kết quả, tại sao bọn họ cũng không nghe đâu. Tầm mắt mọi người cũng chăm chú nhìn người thanh niên kia. Bởi vì cái này người thanh niên đem quyết định Ô gia sinh tử tồn vong. Diệp Thần đem Trảm Long kiếm thu hồi, hai tay chắp sau lưng, một cổ khí tức cường đại bao trùm toàn bộ Ô gia. Ô gia tất cả mọi người, quỳ xuống. Hắn thanh âm hóa thành tiếng sấm chấn động, trực kích Ô gia chi tâm thần người. Diệp Thần chung quanh những cái kia Ô gia cường giả toàn bộ quỳ xuống. Bọn họ có thể có cái gì lựa chọn? Như vậy ngang ngược cường giả, bọn họ lấy cái gì đấu? Ô Hân Lan hai chân mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt, cũng là quỳ xuống. Trên trận chỉ còn lại một cái Ô Khải Nguyên. Gia chủ Ô gia đầu gối, đại biểu Ô gia sau cùng tôn nghiêm. Hắn quỳ một cái, liền đại biểu Ô gia thần phục. Ta để cho ngươi quỳ, ngươi dám không quỳ. Diệp Thần thanh âm đạm mạc vang lên. Một tia uy áp bao trùm mở. Ô Khải Nguyên cũng không nhịn được nữa, khạc ra một ngụm máu tươi. Sau đó đầu gối hung hãn nện xuống đất. Vậy quỳ xuống. Hắn nếu như chạy trốn, có thể còn có một đường sinh cơ. Nhưng là chính mắt thấy được ông già bị chém đầu, hắn nội tâm chỗ sâu nhất phòng tuyến đã tan vỡ. Dưới mắt một màn này, cực kỳ kinh người. Ô gia đã từng cũng coi là tỉnh Chiết Giang cao cấp võ đạo gia tộc, cho dù sa sút, nhưng cũng không phải người bình thường có thể chống lại tồn tại. Nhưng mà giờ phút này, tất cả mọi người đồng loạt lại có thể quỳ ở một người thanh niên trước mặt. Vô cùng thần phục. Cái này thì hoa hạ võ đạo giới mạnh hiếp yếu. Ở bất kỳ địa phương quy luật sinh tồn. Người yếu, không có ai thương hại. Mà cường giả, mọi người thần phục. Diệp tiên sinh, chúng ta biết lỗi rồi, xin Diệp tiên sinh tha chúng ta một mạng. Những cái kia Ô gia cường giả vì còn sống, rối rít dập đầu. Giờ khắc này, bọn họ không muốn cái gì tôn nghiêm. Chỉ phải sống sót. Om sòm. Diệp Thần trong tay bắn ra mấy đạo đao gió, ác liệt đao gió trực tiếp xuyên thấu mấy người kia cổ. Bọn họ liền giãy giụa quyền lực cũng không có, trực tiếp té ở trong vũng máu. Ô Khải Nguyên trong mắt co rúm một cái, hoàn toàn không nghĩ tới người này lại như vậy giết người mắt không nháy. Hắn thật phải đem toàn bộ Ô gia diệt môn mới nguyện ý không? Diệp Thần từng bước hướng Ô Khải Nguyên đi tới, làm đi tới Ô Khải Nguyên trước mặt, hắn bước chân dừng lại. Ta đã từng đã cho ngươi Ô gia một lần cơ hội, nhưng là ngươi không có quý trọng. Ngươi không nên động Ô Hạng Minh, lại càng không nên chọc ta. Ô Khải Nguyên rất rõ ràng, dựa theo thanh niên trước mắt quả quyết sát phạt, hắn tất nhiên không sống nổi. Hắn cũng không dự định cầu xin tha thứ. Hắn ngẩng đầu lên, âm lãnh con ngươi nhìn Diệp Thần, nói, Diệp Thần, ngươi giết ta thì như thế nào? Ngươi đắc tội Đường Ngạo, như cũ khó thoát khỏi cái chết. Đường Ngạo mặc dù ở Hoa Hạ Tông Sư Bảng là 189 tên, nhưng là đây đã là mấy năm trước số liệu, liền ta biết, hắn 2 năm trước lấy được một nơi cơ duyên. Thực lực lớn tăng, xa không phải ngươi có thể chống cự, ngươi mặc dù rất mạnh. Nhưng là chọc giận Đường Ngạo, ngươi nhất định không sống qua 3 ngày. Ha ha, ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Diệp Thần đưa tay ra, trực tiếp giữ lại Ô Khải Nguyên cổ, mới vừa muốn động thủ, một đạo sinh đẹp ảnh đi tới, trực tiếp quỳ xuống Diệp Thần trước mặt. Diệp tiên sinh, van cầu ngươi thả qua cha một cái mạng. Ta nguyện ý là ngươi làm trâu làm ngựa. Chính là Ô Hân Lan. Ô Hân Lan vóc người rất đẹp, hơn nữa như thiên sứ gương mặt. Và một ít minh tinh không xính nhiều để cho, mấu chốt trên người đối phương còn có một tia võ giả anh khí. Làm trâu làm ngựa, Diệp Thần nhàn nhạt nói. Đúng, chỉ cần Diệp tiên sinh nguyện ý thả qua cha, ta nguyện ý cả đời hầu hạ Diệp tiên sinh. Ô Hân Lan cắn răng nói. Nàng không có lựa chọn. Nàng đối với mình vóc người và dung mạo có đầy đủ tự tin, hy vọng có thể lấy này vãn hồi phụ thân một cái mạng. Diệp Thần nhìn lướt qua Ô Hân Lan. Vô cùng lãnh đạm, thả qua Ô Khải Nguyên.
Tuyệt không thể nào. Rắc rắc. Ô Khải Nguyên cổ trực tiếp bị vặn gãy. Sức sống tiêu tán. Hoàn toàn chết. Đây là Diệp Thần nguyên tắc, coi như Thiên Vương lão tử tới, hắn cũng không khả năng thả qua Ô Khải Nguyên. Ô Hân Lan thấy phụ thân xảy ra chuyện, bất đắc dĩ thở dài một cái, ngược lại là không có quá nhiều yêu thương. Hết thảy các thứ này đều là phụ thân ở lỗi do tự mình gánh, nàng mặc dù hy vọng cứu phụ thân, nhưng là rất hiển nhiên, Diệp Thần không phải nàng người nào, làm sao có thể nghe nàng ý kiến. Ai sẽ để cho chạy mình cừu nhân? Nhìn lướt qua vậy một cái ô ra thi thể, Diệp Thần tầm mắt rơi vào Ô Hân Lan trên mình. Lạnh như băng, thực cốt. Chỉ cần hắn muốn, cô gái này tất nhiên hương tiêu ngọc vẫn. Hắn không giết người phụ nữ, nhưng là cũng không biết nuôi một cái cửu nhân. Ngay tại lúc này, Ô Hạng Minh rất sợ liền vô tội Ô Hân Lan vậy bị tội, vội vàng mở miệng lên tiếng xin xỏ cho. Diệp tiên sinh, tiểu thư và những cái kia người Ô gia không giống nhau. Ta xảy ra chuyện thời điểm, tiểu thư một mực ở là ta nói chuyện, hơn nữa tiểu thư một mực đang ngăn trở Ô Khải Nguyên đối phó Diệp tiên sinh, thuộc hạ khẩn cầu Diệp tiên sinh thả qua tiểu thư một mạng. Quả thật, Ô Hân Lan một mực ở đây sao làm, nhưng là nàng lực lượng quá nhỏ, Ô Khải Nguyên căn bản không nghe. Ngươi cho ta một cái không giết ngươi lý do, Diệp Thần nhàn nhạt nói. Ô Hân Lan mắt đẹp chuyển động, nàng tự nhiên muốn sống, suy tính mấy giây. Quả quyết mở miệng nói. Thứ nhất, ta thực lực không đủ để giết ngươi, vĩnh viễn cũng không giết được ngươi. Thứ hai, Ô gia là ta duy nhất thế lực, không có Ô gia, ta cái gì cũng không phải. Thứ ba, Ô gia mặc dù ở tỉnh Chiết Giang và gia tộc khác quan hệ vậy, nhưng là theo ta biết, kinh thành còn có một đạo bảo vệ dù, nếu như ta sống, ta có thể bảo đảm ngươi không chịu Ô gia thậm chí còn kinh thành vậy cái Ô dù uy hiếp. Diệp Thần con ngươi híp lại, trong tay ngưng tụ ra một giọt máu tươi, ngươi có bằng lòng tiếp nhận cái này máu tươi, chỉ có như vậy, ta mới có thể tha ngươi. Ô Hân Lan nhìn giọt kia máu tươi, cắn răng nói, nguyện ý. Một giây kế tiếp, máu tươi bắn vào nàng ấn đường. Sau đó, Diệp Thần cũng không để ý tới nữ Ô Hân Lan, mà là hướng bị trọng thương Ô Hạng Minh đi tới. Đi tới Ô Hạng Minh trước mặt. Lại nhìn về phía cái này cái vết thương chồng chất khu, Diệp Thần thở dài một hơi, Ô Hạng Minh không chỉ trên mình nhiều chỗ xương gãy lìa, gương mặt còn xương vù vặn vẹo, đơn giản là bị sống đánh cho thành như vậy. Đã là một tên phế nhân. Cảm ơn Diệp tiên sinh là thuộc hạ trả thù, nhưng là thuộc hạ tình huống có thể lại cũng không cách nào là Diệp tiên sinh ra sức. Ô Hạng Minh con ngươi lộ ra một tia kiên quyết và thống khổ. Ta là một tên phế nhân. Sẽ để cho thuộc hạ tự sanh tự diệt đi. Diệp Thần trong tay ngưng tụ ra một đạo chân khí, chỉ điểm một chút ở Ô Hạng Minh trên người. Sau đó một dòng nước ấm chậm rãi chui vào Ô Hạng Minh toàn thân. Có ta Diệp Thần ở đây, ngươi không thành được phế nhân. Không ra ba ngày, ngươi tất nhiên khôi phục. Ô Hạng Minh cảm thụ dòng nước ấm, phát hiện thương thế trên người lại quỷ dị giảm bớt không thiếu. Hắn con ngươi trợn to. Không biết Diệp Thần bây giờ làm nơi là kết quả là như thế nào thần tích. Không lâu lắm, Diệp Thần đứng lên, đối với Ô Hân Lan nói, cho ta chuẩn bị giấy bút. Diệp tiên sinh. Ô Hân Lan vội vàng đi gian phòng cầm lấy một ít giấy bút, sau đó Diệp Thần viết xuống một cái toa thuốc, phân phó Ô Hân Lan nói, ngươi dựa theo toa thuốc đi tỉnh Chiết Giang tốt nhất tiệm thuốc Bắc hốt thuốc, cho Ô Hạng Minh mỗi ngày dán phục 3 lần, bởi vì Ô Hạng Minh thân thể không thể di chuyển. Chỉ có thể ngây ngô ở chỗ này, mấy ngày kế tiếp do ngươi phụ trách. Ô tiền bối từng là ta bồi luyện, vậy coi là Hân Lan nửa sư phụ, Hân Lan tự nhiên đem hết toàn lực. Ô Hân Lan trong lòng có chút nghi ngờ, do dự mấy giây, lại nói, Diệp tiên sinh, thật không cần đưa Ô tiền bối đi bệnh viện sao, bệnh viện máy có thể sẽ khá hơn một chút, ta Ô gia vừa vặn biết một cái thần y. Lời còn chưa nói hết, Diệp Thần một phất ống tay áo. Không cho phép nghi ngờ giọng nói, ở ta trước mặt, không có ai có tư cách gọi là thần y. Diệp Thần lại hướng Ô Hạng Minh dặn dò mấy câu liền rời đi. Hắn tin tưởng Ô gia đến tiếp sau này chuyện, Ô Hân Lan tất nhiên sẽ xử lý thỏa đáng. Chỉ bất quá Ô gia bị hắn diệt môn, phỏng đoán ngày hôm nay tỉnh Chiết Giang có vài người muốn càng không ngủ được. Diệp Thần trở lại khu biệt thự, hắn phát hiện một chiếc màu đen SUV vừa vặn ngừng ở cách đó không xa. Hắn nhìn một cái,
rất nhanh cửa sổ liền mở ra, Ứng Kình xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Diệp tiên sinh. Diệp thần gật đầu một cái, suy đoán hẳn là Trung Vĩ Sơn bên kia có kết quả rồi, liền mở cửa xe, đi tới bên trong. Bên trong không gian ngược lại là rộng rãi, tương tự một cái di chuyển công tác đứng, hai máy vi tính đang vận chuyển. Hơn nữa Lôi Thụ Vĩ vậy ở trong đó. Diệp thần ngồi xuống, mở miệng nói, Trung Vĩ Sơn đem người giống như mô phỏng đi ra. Lôi Thụ Vĩ gật đầu một cái, cầm trong tay một bản tấm ảnh đưa tới. Căn cứ Trung Vĩ Sơn trí nhớ, trong tấm hình này người phải cùng cái đó Vân Hồ Sơn trang án kiện xuất hiện thần bí nam tử có 90% tương tự độ. Diệp thần nhận lấy tấm ảnh, nhìn lướt qua, trên mặt có cái gì không đúng. Lần trước bức họa, hắn không phát hiện được quá nhiều đồ. Nhưng là thấy tờ này ba chiều hợp thành tấm ảnh, hắn phát hiện thần bí này người đàn ông lại và mẫu thân có mấy phần giống. Chỉ bất quá hai người khí chất hoàn toàn bất đồng. Một cái ôn hòa, một cái lạnh lùng. Người đàn ông này ánh mắt mang vô cùng cao ngạo và lăng nhân, tựa như người bất kỳ cũng không vào được pháp nhãn của hắn. Lôi Thụ Vĩ tự nhiên thấy được Diệp thần phản ứng, hắn giải thích, long hồn một ít viện khoa học chuyên gia, cảm thấy người này và người mẫu thân phải có chút liên hệ máu mủ. Còn nữa, chúng ta vậy thông qua long hồn sổ cư khố so sánh, tra được người này tin tức. Diệp thần ngẩn ra, ánh mắt như kiếm vậy bắn đi ra ngoài, nghiêm túc nói, hắn tên gì, ở nơi nào. Ta phải lập tức thấy người này. Lôi Thụ Vĩ lắc đầu một cái, trên mặt có chút không biết làm sao, long hồn sổ cư khố chỉ tra được một cái tin tức, đó chính là hắn tên chữ Giang Kiếm Phong. Còn lại tin tức toàn bộ trống không, ta lại thông qua ám võng cùng với đường dây khác, tra xét người này, không có một chút thực chất tin tức. Người này tin tức hẳn là bị hoàn toàn bảo vệ. Diệp thần đọc trong miệng danh tự này, chân mày càng phát ra nhíu. Giang Kiếm Phong, ta mẫu thân kêu Giang Nữ Dung, cũng họ Giang, nếu như này giống nhau, xem ra thật sự có chút quan hệ. Ở Diệp thần trong ấn tượng, hắn mẫu thân ôn hòa hào phóng, tính cách cơ hồ hoàn mỹ, cho tới nay và phụ thân vậy rất là ân ái. Nhưng là có một việc, từ nhỏ chính là hắn trong lòng ngăn cách. Đó chính là hắn không có ngoại công ngoại bà. Vậy cho tới bây giờ không có gặp qua mẫu thân bất kỳ bằng hữu cùng với người thân. Khi còn bé, hắn hỏi qua mẫu thân luôn là cười nói, nàng sanh ra ở một cái rất xa sơn thôn nhỏ, không tiện về nhà. Đề tài luôn là vào lúc này bị phụ thân rời đi. Giống như phụ mẫu cũng không muốn chạm được cái gì thương tâm chuyện cũ vậy. Hắn vậy vô số lần nhận ra được, mẫu thân sẽ nhìn Ninh Ba phía bắc chân trời ngẩn người, khóe mắt nước mắt. Rất là thống khổ và khó chịu. Mà bây giờ, Diệp thần phát hiện, hắn theo năm đó Vân Hồ Sơn trang án kiện, một tầng đẩy ra hai bên từng đạo xương trắng. Hơn nữa bắt được một cái lưới lớn dưới, là bị Trần Phong nhiều năm chuyện cũ. Những năm này nghi hoặc, hết sức ở trong đó. Kinh thành cái đó không biết lai lịch long ra tại sao phải ở Vân Hồ Sơn trang hủy diệt Diệp ra. Phụ mẫu thi thể tại sao bị người mang đi. Cái này kêu Giang Kiếm Phong người đàn ông lại là ai? Mẫu thân ánh mắt có thể đạt được phương Bắc lại là nơi nào? Ở phụ mẫu trên mình rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thời khắc này Diệp thần quanh thân xuất hiện một đạo sát khí, bởi vì mới vừa rồi đối phó Ô Gia lệ khí còn không có biến mất, sát khí này hơn nữa cường thế. Ngay tức thì, bên trong xe bầu không khí thay đổi. Lôi Thụ Vĩ và Ứng Kình liều mạng chống cự cái này khí thế. Nhưng là căn bản không có dùng. Đối với bọn họ mà nói, giống như một đôi bàn tay vô tình bóp lại bọn họ cổ họng, chỉ cần Diệp thần muốn, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp tiên sinh, Ứng Kình chân thực không nhịn được mở miệng nói. Tiếp tục như vậy nữa, hắn và thủ trưởng đều phải xảy ra chuyện. Diệp thần cái này mới tỉnh hồn lại, vội vàng thu liễm trên người khí thế. Mới vừa rồi muốn sự việc có chút bàng hoàng. Diệp thần giải thích, sau đó nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Lôi Thụ Vĩ, hỏi, người nói Giang Kiếm Phong tin tức bị hoàn toàn bảo vệ cụ thể là tình huống gì? Diệp tiên sinh, bị Hoa Hạ hoàn toàn bảo vệ tin tức chỉ có thể là hai trường hợp. Thứ nhất, người này thân phận đối với Hoa Hạ mà nói cực kỳ đặc thù, Diệp tiên sinh tin tức cũng bị hoàn toàn bảo vệ. Thứ hai, người này đến từ Hoa Hạ đặc thù võ đạo gia tộc. Diệp thần gật đầu một cái.
hắn suy đoán hẳn là người sau. Thời khắc này hắn trong lòng còn có mấy cái nghi ngờ, nếu cái này Giang Kiếm Phong đến từ võ đạo gia tộc, tại sao mẫu thân không có một chút võ học cơ sở? Lúc ấy thậm chí liền bảo toàn tánh mạng tư cách cũng không có. Còn nữa, trước mắt xem ra, mẫu thân sau lưng gia tộc hẳn không yếu. Hơn nữa đối phương hiển nhiên biết Vân Hồ Sơn Trang sự việc. Nếu biết, tại sao không có ở đây thảm án phát sinh lúc ra tay? Hết lần này tới lần khác phải dẫn đi phụ mẫu thi thể tới chơi vừa ra Man Thiên Quá Hải. Thật ra thì còn có một cái tin tức, không biết có nên hay không nói cho Diệp tiên sinh. Lôi Thụ Vĩ do dự nói. Diệp Thần ngẩng đầu lên, con người bắn ra một đạo hàn quang, nói. Lôi Thụ Vĩ khẽ cắn răng mở miệng nói, Hoa Hạ Tông Sư bảng thứ 9 tên, cũng gọi Giang Kiếm Phong. Bành! Nghe được cái này thanh âm, Diệp Thần trong lòng tựa như bị một kích búa nện. Hoa Hạ Tông Sư bảng thứ 9. Đây là khái niệm gì? Cơ hồ coi như là Hoa Hạ cao cấp nhất cường giả. Đoạn này thời gian, Diệp Thần chém giết một ít cường giả tới xem, hắn là nhất định có thể vào trước 200. Chân chính bùng nổ thực lực, nói không chừng có thể ở 150 tên chừng. Có thể nếu như bây giờ để cho hắn đối mặt Hoa Hạ Tông Sư bảng thứ 9 tồn tại, hắn rất rõ ràng, mình so bại không thể nghi ngờ. Nhưng là hắn có luân hồi mộ địa loại này nghịch thiên vậy tồn tại. Trước mắt tòa thứ 2 mộ bia có thể dẫn động. Thậm chí tòa thứ 3 vậy đã có một tia phản ứng. Cùng hắn đạp ở kinh thành, chân chính đối mặt Giang Kiếm Phong thời điểm, hắn lại coi là thứ gì. Cho dù là Hoa Hạ Tông Sư bảng người thứ nhất đứng trước mặt của hắn, hắn Diệp Thần vậy không sợ chút nào. Những cường giả kia sau lưng có thể đứng một cái Hoa Hạ cao cấp võ đạo gia tộc. Cường giả mấy trăm, mà hắn Diệp Thần, sau lưng nhưng đứng 100 vị thượng cổ đại năng. Nghiền ép chúng sanh, Diệp Thần trên mình đột nhiên bộc phát ra một đạo cường đại tự tin, nhìn về phía Lôi Thụ Vĩ và Ứng Kình, phân phó nói, nếu như các người phát hiện Giang Kiếm Phong bất kỳ tin tức, phải thời gian đầu tiên nói cho ta. Được, Diệp tiên sinh. Còn có chuyện gì hay không tình? Diệp Thần hỏi. Ngay tại lúc này, Ứng Kình lên tiếng, Diệp tiên sinh, còn có một việc. Ngài là hay không nhớ được ban đầu ở Ninh Ba chém giết đám kia nước Nhật võ hoàng xã người? Diệp Thần suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, nhớ được. Làm sao, đám người này chưa từ bỏ ý định, tới Hoa Hạ tìm ta? Ứng Kình lắc đầu một cái, đoạn này thời gian, nước Nhật bên kia truyền tới tin tức, võ hoàng xã có thể gần đây sẽ đối Hoa Hạ chọn lựa động tác, ta hoài nghi, đám người này sẽ đối với Diệp tiên sinh bất lợi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Thanh âm vô cùng hờ hững. Trực tiếp mở cửa xe, nhàn nhạt nói cái này võ hoàng xã nếu dám bước vào Hoa Hạ một bước, ta sẽ để cho bọn họ cảm giác được cái gì là sợ hãi. Nói xong, cửa xe đóng lại, chỉ để lại Lôi Thụ Vĩ và Ứng Kình tiếng hít thở. Cùng lúc đó, tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội. Đường Ngạo một đêm không ngủ. Vốn là năm nay là một ngày vui mừng, hắn 60 đại thọ cũng ở đây gần đây. Kết quả ai có thể nghĩ tới, đoạn này thời gian không biết vì sao, tỉnh Chiết Giang thế cục biến thành như vậy. Thậm chí liền mình bảo bối tử đều chết hết. Mấu chốt khắp thành tìm người, lại không tìm được cái đó hung thủ. Thật ra thì hay là có người phát hiện hình bóng chính là Diệp Thần, dẫu sao hắn vẫn luôn ở bên ngoài, nhưng là những người đó sau khi phát hiện vừa định đi nói cho thượng cấp, liền bị ẩn núp ở phía sau ám điện cường giả Chu Diệt. Mặc dù Diệp Thần nói qua không cần ám điện bảo vệ, nhưng là Nam Giang Vương Diệp Lăng Thiên một mực yên lặng ở cho Diệp Thần lau cái mông. Đây cũng là một cái thuộc hạ chuyện phải làm. Chính là bởi vì ám điện ra tay, Đường Ngạo dòng dã một ngày, không có bất kỳ tin tức tốt. Hắn cơ hồ muốn điên. Bót! Đường Ngạo một trưởng vỗ ở trên bàn, càng đối với phía dưới liên can võ đạo hiệp hội người mắng, các người cũng mẹ hắn là phế vật sao. Lật lần toàn bộ tỉnh Chiết Giang tìm ra mấy cái vóc người tương tự tiểu tử. Ta muốn là hung thủ giết người, không phải những mặt hàng này. Người ở dưới đài sắc mặt một mảnh xanh mét, không người nào dám nói chuyện. Đường Ngạo chế trụ nội tâm tức giận, tiếp tục nói ta lại cho mọi người 3 ngày thời gian, nếu như lại không tìm được, tất cả mọi người đều cút ra khỏi tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội. Nghe được câu này, tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh.
Cái này Đường Ngạo ngút trời cơn giận, cuối cùng lại là bọn họ tới chịu đựng. Đây là, một vị phó hội trưởng quan tâm nói, Đường hội trưởng, không nên động giận, qua mấy ngày chính là của ngài 60 đại thọ, chúng ta trước lúc này nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời. Đường Ngạo càng nổi tiếng, đừng cho lão tử nói cái gì 60 đại thọ, lão tử nhi tử cũng không có, liền đầu cũng không tìm được. Thọ cái giám, năm nay 60 đại thọ bất quá. Lời nói rơi xuống, một cái ông già đứng lên, vội vàng nói, Đường hội trưởng, không được à, ngài chẳng lẽ không phát hiện gần đây một mực không thuận sao? Tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội một mực xảy ra chuyện, đầu tiên là Viên Cảnh Phúc, sau đó là còn lại mấy vị phó hội trưởng mất tích, rồi sau đó là Hiền Chất xảy ra chuyện, Đường hội trưởng không có phát hiện một đôi tay ở thúc đẩy hết thảy. Nghe được cái này thần lại nhải một câu nói, Đường Ngạo hòa hoãn mấy phần, nghiêm túc nhìn một cái ông già, hỏi, ngươi muốn nói rõ cái gì? Ông già nghiêm túc nói, Đường hội trưởng, năm nay là 5 tuổi, 5 tuổi nhất định là mọi chuyện không thuận, duy nhất phải phá cái này sát cục, chỉ có xông lên vui phương pháp, mà dưới mắt thích hợp nhất phương thức không thể nghi ngờ là 60 đại thọ à. Cổ bản thân võ giả chỉ tin tưởng loại này huyền học lên đồ. Nghe được ông lão những lời này, Đường Ngạo gật đầu một cái, tính như vậy, vận thế của mình đúng là cần phải cải biến một phen. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, hắn căn bản không chịu nổi à. Hắn do dự mấy giây, mở miệng nói, liền nghe nhân lão, vậy đại thọ làm theo đi, tiểu quy mô là được, mặc dù nguyên hiên xảy ra chuyện, ta không nên như vậy, nhưng là nếu như lại không phá cái này sát cục, thì thật phiền toái. Đột nhiên, một cái võ đạo hiệp hội nhân viên làm việc vội vội vàng vàng đi vào, trong tay bưng một cái hộp. Đường hội trưởng, mới rồi có một người đàn ông đem cái hộp này đưa đi vào, nói là nhất định phải giao cho ngài, còn nói là trước thời hạn chúc ngươi 60 đại thọ. Đường Ngạo con ngươi đông lại một cái, nhìn lướt qua cái hộp kia, khá là tinh xảo, hắn gật đầu một cái, nói, để xuống đi. Hàng năm sinh nhật thời điểm, có vài người vì leo phụ hắn, sẽ đưa các loại đồ. Không nghĩ tới, năm nay, có chút con kiến hôi nhanh như vậy sẽ hành động. Cái đó nhân viên làm việc vừa định buông xuống cái hộp, Đường Ngạo chóp mũi hơi một ngửi, lại ngửi thấy một tia đặc thù mùi vị. Hắn thay đổi chủ ý, phân phó nói, đem đồ vật lấy tới. Vậy nhân viên làm việc thận trọng đem cái hộp đặt ở Đường Ngạo trước mặt trên bàn. Đường Ngạo đưa tay ra, mang một tia tò mò ý trực tiếp mở ra. Một giây kế tiếp, tất cả mọi người con ngươi tràn đầy kinh hoàng. Hô hấp cũng dừng lại. Cái đó nhân viên làm việc lại là đặt mông ngồi trên mặt đất, toàn thân ướt đẫm. Mà Đường Ngạo thảm hại hơn, hắn lại huyết khí dâng trào, tại chỗ khạc ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt ảm đạm đến mức tận cùng. Chỉ vì là, cái này cái gọi là lễ vật lại chính là con trai hắn đầu lâu. Vô cùng đầu lâu dữ tợn. Đường Ngạo thật ra thì ban đầu liền nhận ra được lễ vật này không đúng. Nhưng là căn bản không nghĩ tới sẽ có người to gan đến đem mình đầu của con trai lô đưa đến tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội. Mấu chốt con mẹ nó vẫn là 60 đại thọ lễ thọ. Uy hiếp trắng trợn à. Đây là muốn cho hắn 60 đại thọ cũng qua không đi xuống à. Phốc, nghĩ đến đây, Đường Ngạo lần nữa khạc ra một ngụm máu tươi. Hắn mặc dù thực lực cực mạnh, lại là tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội hội trưởng. Nhưng là cho tới nay cũng không người nào dám uy hiếp như vậy hắn à. Hội trưởng, những cái kia tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội người vội vàng đi đỡ Đường Ngạo, không ngờ lại bị Đường Ngạo đẩy ra. Bót, Đường Ngạo cố nén thống khổ trên người, một quyền nện ở một mặt vách tường trên. Đây là trước mắt hắn duy nhất có thể cho hả giận phương thức. Bành, một mặt thừa trọng tường, lại trực tiếp bị Đường Ngạo cắt đứt. Vô số gạch đá bay ra. Bụi mù cuồn cuộn phun trào ở toàn bộ phòng họp. Một giây kế tiếp, Đường Ngạo bắt lại cái đó đem lễ vật đưa vào nhân viên làm việc, lại là đem hắn thân thể treo trên bầu trời. Nói cho ta, ai đem vật này đưa tới, hắn đi nơi nào? Vậy nhân viên làm việc sợ cơ hồ không nói ra lời, hắn chỉ bên ngoài, thanh âm run rẩy nói, hắn. Hắn đeo kính mát, hướng Đường Trường Banh đi. Bành. Nhân viên làm việc trực tiếp bị quăng ra ngoài, đập vào vách tường trên, lại là phun ra một hớp đỏ bừng máu tươi. Cơ hồ chết. Đồng thời,
Phòng họp một hồi cuồng gió cuốn qua, Đường Ngạo trực tiếp xông ra ngoài, mang hắn vậy ngút trời tức giận. Nửa giờ sau đó, Đường Ngạo sầm mặt lại trở về, hắn con ngươi tràn đầy tia máu. Vô cùng kinh người. Đường Ngạo hít thở sâu một hơi, nhìn về phía mọi người, nói, xem ra, cái thằng nhóc đó ở hướng ta tuyên chiến. Tốt, rất tốt, ta ngược lại là phải xem ai có thể cười đến cuối cùng. Ngay tại lúc này, điện thoại trên bàn vang lên. Cú điện thoại này vậy chỉ có ở tỉnh Chiết Giang ra đại sự thời điểm mới có thể vang lên. Đường Ngạo con người có chút do dự. Thậm chí liên thân tay ý tưởng cũng không có. Hắn thật sợ, mấy ngày nay tỉnh Chiết Giang sự tình phát sinh quá nhiều. Nhiều đến hắn cũng không có dũng khí đi đón cú điện thoại này. Mấu chốt hắn bên người xảy ra nhiều như vậy chuyện, hắn hoàn toàn không tìm được dùng sức điểm à. Giống như một quyền đánh vào một đoàn cây bông vải trên. Hắn có chút thời điểm thậm chí đang suy nghĩ, tỉnh Chiết Giang thời tiết thay đổi rốt cuộc là khi nào thì bắt đầu. Do dự mấy giây, hắn vẫn là cầm điện thoại lên. Ta là Đường Ngạo, chuyện gì? Rất nhanh, Đường Ngạo sắc mặt thay đổi, con ngươi lại là hiện lên một tia rùng mình. Môi hắn khẽ run, hướng về phía dưới người những cái kia tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội nhân đạo, tỉnh Chiết Giang ô gia bị người diệt môn. Một giây, hai giây, phòng họp, yên lặng đáng sợ. Ngay cả tiếng hô hấp cũng không có. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, giống như pho tượng, ngây ngốc lăng tại chỗ. T. Làm kịp phản ứng lúc đó, mỗi một người cũng hung hãn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ô gia lại có thể bị diệt môn. Trời à! Đây chính là đã từng là tỉnh Chiết Giang gia tộc cao cấp à! Mặc dù những năm này sa sút, nhưng là có Ô Khải Nguyên còn có Ô lão gia tử ở đây, ai dám diệt Ô gia? Cho dù 10.000 cái không tin, sự việc vẫn là xảy ra. Mấu chốt đây là ở giữa điểm quá quỷ dị. Ngày hôm qua, Đường Ngạo còn bị chém đứt đầu đường. Ngày hôm nay, tỉnh Chiết Giang Ô gia bị diệt môn. Tỉnh Chiết Giang thời tiết muốn thay đổi sao? Đường Ngạo trong mắt nhìn lướt qua mọi người, vẫn mở miệng nói, nếu như ta không suy đoán, diệt người Ô gia, phải cùng giết chết con ta người là cùng một, người này cơ hồ coi thường tỉnh Chiết Giang quy tắc, cơ hồ muốn khiêu khích toàn bộ tỉnh Chiết Giang võ đạo giới. Bắt đầu từ bây giờ, tỉnh Chiết Giang tất cả gia tộc và thế lực khởi động khẩn cấp phòng bị. Khắp thành tìm kiếm cái bối cảnh kia người. Còn nữa, chúng ta trước mắt không biết thằng nhóc này tên gì, tạm thời liền danh hiệu thợ săn. Bắt đầu từ hôm nay, tỉnh Chiết Giang võ đạo giới và thợ săn là địch. Ta ngược lại là phải xem, ai săn giết ai. Cuối cùng mấy câu cơ hồ là Đường Ngạo gầm thét nói ra được. Biệt thự Minh Thúy. Diệp Thần mới vừa nằm trên ghế salon, điện thoại liền gọi lại. Là tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội Mã Vĩ Kỳ. Diệp Thần khóe miệng phác họa một đạo nụ cười, nhàn nhạt nói, Đường Ngạo nhận được đồ. Mã Vĩ Kỳ khóe miệng hơi co quắp, gật đầu một cái, nhận được, hắn còn tại chỗ phun ra hai hớp lão máu, đây là ta biết Đường Ngạo nhiều năm qua như vậy, lần đầu tiên chật vật như vậy. Bất quá, Diệp tiên sinh, người muốn kịp chuẩn bị, Đường Ngạo bởi vì không tìm được ngươi, càng phát ra tức giận, càng là bị ngươi nổi lên một cái danh hiệu, kêu thợ săn. Hắn thậm chí tuyên bố tỉnh Chiết Giang võ đạo giới và thợ săn là địch. Sự việc thật càng ngày càng lớn, Diệp tiên sinh muốn không muốn thu tay lại. Thợ săn, có chút ý tứ. Diệp Thần tâm tình coi như không tệ, lại nói, Đường Ngạo tiệc mừng thọ còn cử hành sao? Mã Vĩ Kỳ gật đầu một cái, hẳn sẽ cử hành, Diệp tiên sinh, ngài thật chẳng lẽ muốn làm như vậy? Sẽ không xảy ra chuyện. Dẫu sao Đường Ngạo bây giờ thực lực rất có thể ở Hoa Hạ Tông Sư trên bảng đi tới mấy chục tên à, hơn nữa đến lúc đó cường giả sẽ rất nhiều, muốn chấn nhiếp người khác, ngài cái phương thức này quá mức cực đoan. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ta muốn tại ngày đó nói cho tỉnh Chiết Giang tất cả mọi người người cản ta chết, chết không có gì đáng tiếc. Điện thoại cúp. Diệp Thần nhìn một chút thời gian, phát hiện Tôn Di và Hạ Nhược Tuyết lại vẫn chưa về. Hắn dứt khoát liền lấy ra thanh kia Trảm Long kiếm. Ngày hôm nay ở Ô gia, Trảm Long kiếm mạnh mẽ, hắn là chính mắt làm chứng. Huống chi đây chỉ là một thanh kiếm gãy. Kiếm gãy thì có như vậy oai, nếu như kiếm này đúc lại, tất nhiên khủng bố. Diệp Thần không hiểu luyện khí,
nhưng là La Vân Thiên cho hắn một số trong tin tức, thì có kiếm gãy đúc lại phương pháp. Hắn sờ một cái Trảm Long kiếm, một cổ nhàn nhạt sát khí tràn ra, còn không có đụng chạm, lòng bàn tay liền bị phá vỡ. Ta mặc dù có kiếm gãy phương pháp, nhưng là nơi yêu cầu vật liệu liệu đông đảo, có chút phiền toái, bất quá Diệp Lăng Thiên mới có thể giải quyết phần lớn. Dưới mắt khó giải thích nhất chắc là cái này Trảm Long kiếm tài liệu chính, kiếm này cũng không biết là cái gì vật liệu chế tạo. Diệp Thần lẩm bẩm nói. Lời nói rơi xuống, Diệp Thần phát hiện cái gì, hắn con người hiện lên một tia lạnh ý. Ta không phải nói không để cho ngươi bước vào biệt thự sao? Ngay tại lúc này, một đạo xinh đẹp ảnh xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Chính là Huyết Mai Điện Lục Hàn Sương. Lục Hàn Sương như mực vậy tóc đen thẳng tả thắt lưng, chân mày to hoành thúy dưới có trước một đôi nồng dài lông mi mau thấm thấu trong mắt, cao hẹp sống mũi, mang một tia lạnh lùng. Nàng cứ như vậy vừa đứng, ngược lại là giống như một đóa nụ hoa đợi thả hàn mai, để cho người có chinh phục dục vọng. Lục Hàn Sương nhìn một cái Diệp Thần mấy giây, mở miệng nói, ta tới nơi này chỉ bất quá muốn nói cho ngươi, Huyết Mai Điện thời gian ngắn sẽ không đối với ngươi động thủ, ta coi như là đem tin tức chấn đẻ xuống. Nhưng là chuyện này nếu như truyền tới kinh thành Huyết Mai Điện trụ sở chính, lấy ta lực lượng có thể liền không đè ép được. Diệp Thần ngẩn ra, con người có nhiều thú vị nhìn một cái Lục Hàn Sương. Lời nói bây giờ, Diệp Thần có thể cảm nhận được Lục Hàn Sương ở Huyết Mai Điện địa vị hẳn không thấp. Nếu không dựa theo Huyết Mai Điện thế lực tất nhiên đã phái người sự đuổi giết không ngừng nghỉ mình. Lục Hàn Sương gặp Diệp Thần không nói lời nào, tầm mắt liền rơi vào trong tay hắn kiếm gãy trên. Nàng trong lòng sáng tỏ. Diệp Thần, ngươi chẳng lẽ dự định đúc lại kiếm này? Mới vừa rồi Diệp Thần cũng không có thời gian đầu tiên đuổi đi Lục Hàn Sương, dẫu sao Trảm Long kiếm là từ Lục Hàn Sương trong tay nơi được. Nói không chừng đối phương biết kiếm này một ít chuyện tình. Diệp Thần mở miệng nói, Lục Hàn Sương, kiếm này ngươi là từ nơi nào nơi được? Lục Hàn Sương mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thần, không trả lời, ngược lại mở miệng nói, muốn ta trả lời, có thể, ta muốn biết một chuyện. Diệp Thần có chút nổi nóng, cô gái này lại dám theo hắn trả giá. Mặc dù hắn không giết người phụ nữ, nhưng cũng có thể để cho nàng hối hận. Bất quá dưới mắt vì đúc lại thanh kiếm này, hắn tạm thời không theo nàng so đo. Nói, ô gia diệt môn cùng với Đường Ngạo con bị chém. Và ngươi có không có quan hệ? Lục Hàn Sương thành tựu người Huyết Mai Điện, tự nhiên cũng là biết mấy ngày nay tỉnh Chiết Giang sự tình phát sinh. Thấy trong hình cái bối cảnh kia, nàng thời gian đầu tiên nghĩ tới Diệp Thần. Mặc dù Diệp Thần thực lực rất mạnh, nhưng là hắn muốn diệt hết ô gia hiển nhiên không có dễ dàng như vậy. Đây cũng là nàng trong lòng lớn nhất nghi ngờ. Chính là ta giết. Diệp Thần thanh âm chậm rãi rơi xuống. Tựa như nói một kiện lơ là bình thường chuyện nhỏ. Hắn còn lấy là đối phương muốn hỏi là cái gì không được chuyện. Lục Hàn Sương mặc dù có chuẩn bị tâm tư, nhưng là nghe được Diệp Thần chính miệng thừa nhận, vẫn là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thậm chí xem Diệp Thần trong mắt cũng trở nên có chút kinh sợ. Thằng nhóc này thực lực lại mạnh như vậy, dễ như trở bàn tay liền chém giết tỉnh Chiết Giang gia tộc cao cấp. Lục Hàn Sương âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật may nàng cùng hắn không có thù gì. Nguyên lai người chính là để cho tỉnh Chiết Giang rất nhiều thế lực văn gió mất phía thợ săn. Xem ra ngày đó ngươi không chút kiêng kỵ nào tiêu diệt ta Huyết Mai Điện cường giả, ở ta xem ra là kiện thiên đại chuyện, có thể ở ngươi trong mắt, có lẽ chẳng qua là một chuyện nhỏ. Lục Hàn Sương tự nhủ. Bây giờ ngươi biết, có phải hay không nên nói cho ta Trảm Long kiếm chuyện? Diệp Thần mở miệng nói. Trảm Long kiếm. Lục Hàn Sương tỉnh hồn lại, nhìn một cái kiếm gãy, liền biết đây là Diệp Thần cho kiếm này lấy tên chữ, nàng cũng không nói nhảm, nói thẳng, kiếm này là ta ban đầu giết người lúc đó, bất ngờ nơi được. Người nọ khi còn sống đem thanh kiếm này cất giữ rất tốt, ta cũng biết nó giá trị văn hoa, liền một mực ở lại trên mình, những năm này, ta một mực đang điều tra thanh kiếm này lai lịch, cuối cùng có chút mặt mũi. Nàng nhìn một cái Diệp Thần. Phát hiện đối phương chính hưng gửi nồng nặc nhìn chằm chằm mình. Xem ra thanh kiếm này coi như là cho đúng rồi. Nàng tiếp tục mở miệng nói, thanh kiếm này là 200 năm trước đúc kiếm thiên tài Chu Hồng Hy trải qua dòng dã 3 năm chế tạo. Vì thanh kiếm này, hắn dồn hết tâm huyết, chỉ bất quá,
Làm thanh kiếm này đúc thành thời điểm, hắn vậy bị cắn trả, không có sống sót. Sau đó thanh kiếm này liền biến mất, không có ai biết nó đi nơi nào, rơi vào trong tay của người nào, cho đến ta phát hiện, bất quá khi đó thanh kiếm này đã là một thanh kiếm gãy. Ta đã từng cũng nghĩ tới tìm người đúc lại thanh kiếm này, nhưng là đồ cần quá nhiều, thậm chí bây giờ Hoa Hạ đúc kiếm sư không có một vị có thể cùng Chu Hồng Hy như nhau. Sau đó ta liền đem việc này gác lại. Diệp thần, ngươi nếu như muốn đúc lại kiếm này, ta ngược lại là có thể cho ngươi để ra một cái hữu hiệu tin tức. Ban đầu Chu Hồng Hy chế tạo kiếm này chủ tài liệu, cực kỳ hiếm thấy, ngươi có thể lật lần Hoa Hạ cũng không tìm được cái thứ hai. Nhưng là Chu Hồng Hy con cháu trên tay thật ra thì có ban đầu chế tạo kiếm này còn dư lại vật liệu. Diệp thần vui mừng, liền vội vàng hỏi, Chu Hồng Hy con cháu bây giờ ở đâu? Lục Hàn Sương mắt đẹp một chuyển, nhàn nhạt nói, tỉnh Chiết Giang Chu gia. Nghe được mấy chữ này, Diệp thần thời gian đầu tiên nghĩ tới Ninh Ba Chu Nhân Đức và Chu Tử Huyên. Nếu như hắn nhớ không lầm, Ninh Ba Chu gia chính là tỉnh Chiết Giang Chu gia dòng thứ. Nhưng mà Chu gia không phải thuốc đông y thế ra sao? Mò lên đúc kiếm. Tựa hồ phát giác Diệp thần nghi ngờ, Lục Hàn Sương giải thích tỉnh Chiết Giang Chu gia ngoài mặt là Hoa Hạ Đông Nam lớn nhất dược liệu cửa hàng, lại là đỉnh đỉnh nổi danh trung y thế gia. Thật ra thì không đơn giản như vậy, dược liệu làm ăn chẳng qua là Chu gia che giấu tai mắt người tồn tại. Tỉnh Chiết Giang Chu gia nhìn như người vô hại, nhưng là trên thực tế, những cái kia cao cấp võ đạo gia tộc cũng không dám chọc. Ngươi biết tại sao không? Lục Hàn Sương nhìn Diệp Thần vẻ nghi hoặc, khóe miệng hơi vuốt. Diệp Thần không nói gì. Lục Hàn Sương tiếp tục nói, Chu gia tổ tiên cho vô số cường giả chế tạo qua thiếp thân binh khí, chỉ một tầng quan hệ này ở bên trong, ai dám động Chu gia? Nói xong câu này nói, ngoài cửa đột nhiên truyền đến động tĩnh, hiển nhiên là Hạ Nhược Tuyết và Tôn Di trở về. Ta đi, chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Lục Hàn Sương trực tiếp biến mất ở Diệp Thần trong tầm mắt. Không lâu lắm, cửa mở ra, Tôn Di nhìn một cái trên ghế salon Diệp Thần, sau đó nhìn chung quanh xem, hỏi tiểu thần tử, tại sao mới vừa rồi ở bên ngoài ta thật giống như nghe được có tiếng cô gái trẻ. Hạ Nhược Tuyết cũng là cau mày đi bên trong nhà liếc mấy cái, không có phát hiện người bất kỳ. Thằng nhóc ngươi không biết len lén ở biệt thự mang người phụ nữ tiến vào đi. Diệp Thần cười một tiếng. Nhìn về phía hai nữ, từ biệt thự tiến vào hai vị đại mỹ nữ, ta còn cần mang người phụ nữ đi vào sao? Tôn Di và Hạ Nhược Tuyết gương mặt ửng đỏ. Ngươi nói nhiều, bất quá ngươi nói ngược lại là nói thật. Diệp thần và hai nữ trò chuyện hồi lâu, liền đi lầu ba sân thượng quất một điếu thuốc, hơn nữa bấm Chu Nhân Đức điện thoại. Phỏng đoán Chu Nhân Đức và Chu Tử Huyên chắc còn ở Đức Nhân Đường đi. Rất nhanh, điện thoại liền thông. Diệp tiên sinh, đầu kia truyền đến Chu Nhân Đức thanh âm cung kính. Ừ, Chu lão, gần đây thân thể như thế nào? Nhờ có Diệp tiên sinh một mực chiếu cố, thân thể không ngại, đúng rồi, nghe nói Diệp tiên sinh đi tỉnh Chiết Giang. Ngày khác có cơ hội ngược lại là có thể tụ họp một chút. Diệp thần ngẩn ra, vội vàng nói, ngươi cũng ở đây tỉnh Chiết Giang. Đúng vậy, mấy ngày gần đây là tỉnh Chiết Giang Chu gia tộc hội. Ta và Tử Huyên đều ở đây tỉnh Chiết Giang Chu gia. Diệp thần trong lòng vui mừng, vội vàng nói, đừng ngày khác, ngay bây giờ, các người ở nơi nào, ta cái này thì đến tìm ngươi. Chu Nhân Đức hơi biến sắc mặt, mặc dù kỳ quái, nhưng vẫn là ở tỉnh Chiết Giang Chu gia vùng lân cận định một tòa phòng trà, hơn nữa đem địa chỉ phát cho Diệp thần. Nửa giờ sau đó, trà thơm phòng trà. Cùng Diệp thần đến phòng riêng. Phát hiện Chu Nhân Đức và Chu Tử Huyên đã sớm tới. Diệp tiên sinh, hai người cung kính nói. Diệp thần gật đầu một cái, ngồi xuống, hơi và hai người hàn huyên mấy câu, liền đem Trảm Long kiếm sự việc nói ra. Dĩ nhiên giảm bớt một số trọng yếu nội dung. Chu Nhân Đức mày trắng khều một cái, có chút kinh ngạc, hỏi, Diệp tiên sinh, là muốn nhóm kia đúc kiếm vật liệu. Đúng, không phải là muốn, là nhất định phải. Diệp thần không thể nào một mực cầm một chuôi kiếm gãy, bất kể là vì bây giờ vẫn là lấy sau đó, Trảm Long kiếm đều phải đúc lại. Chu Nhân Đức suy nghĩ một chút, liền nói, Diệp tiên sinh, Chu gia tổ tiên xác thực ra đời một vị đúc kiếm thiên tài, ngươi nói cái gì đúc kiếm vật liệu, ta thật ra thì cũng là nghe nói qua, nhưng là đây là Chu gia chí bảo, không quá có thể cho người ngoài.
Còn nữa, vật này hẳn do bây giờ Chu gia tộc trưởng trông coi, cái này để mặc Chu gia tộc trưởng, nóng này có chút bốc lửa, muốn từ trên người hắn lấy đồ, căn bản không có thể. Bất quá nếu Diệp tiên sinh như vậy cần, lão phu sẽ tận lực nghĩ biện pháp hỏi thăm, chẳng qua là nếu như không thành công mà nói, vậy hy vọng Diệp tiên sinh bỏ qua cho. Chu Nhân Đức căn bản không nghĩ tới Diệp thần lại có thể liền vậy chí bảo cũng dám rình rập. Chế tạo Trảm Long kiếm vật liệu cũng không phải là giống vậy vật liệu. Nếu không Chu gia cũng không khả năng mấy trăm năm trôi qua, một mực trông nom. Bây giờ Diệp thần hành động này không thể nghi ngờ là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Diệp thần nhìn thấu Chu Nhân Đức làm khó, liền nói, Chu lão, nếu như ta dùng đan dược hoặc là khác vật có giá trị đi đổi, vị kia tộc trưởng sẽ không đồng ý. Gia tộc lớn đều là chú trọng lợi ích tồn tại, chỉ phải có đầy đủ lợi ích, lại quật cường miệng cũng sẽ bị khiêu động. Cái này, Chu Nhân Đức do dự. Diệp thần nói ngược lại không phải là không có đạo lý. Nếu như Diệp thần thật phải lấy được vật kia, phương pháp này vậy không nhất định hoàn toàn không thể thực hiện được. Hơn nữa hắn biết Diệp thần trên người có đại bí mật, nói không chừng thật có thể làm cho tộc trưởng động tâm đồ. Như vậy đi, Diệp tiên sinh, ta là ngài dẫn gặp một phen, bất quá gần đây là tộc hội, có thể không nhất định thành công, hơn nữa ta ở tỉnh Chiết Giang Chu gia địa vị không tính là cao. Nếu như tộc trưởng không gặp ngài, vậy không có cách nào. Diệp thần gật đầu một cái, ta không bắt buộc, làm phiền Chu lão. 10 phút sau đó, tỉnh Chiết Giang Chu gia. Kiểu Trung Hoa kiến trúc vần quanh, đã thông nhóm biệt thự. Nhóm biệt thự trung gian là một cái to lớn vườn hoa quảng trường. Dõi mắt toàn bộ tỉnh Chiết Giang, cái này cũng tuyệt đối là số tiền khổng lồ. Bởi vì là tộc hội, Chu gia rất là náo nhiệt. Chu Nhân Đức mang Diệp thần đi rất nhiều đường. Mới đi tới một nơi trước cửa, sau đó đối với Diệp thần giao phó nói, Diệp tiên sinh, ngài chờ một lát, ta đi hỏi một chút xem. Nói xong, Chu Nhân Đức liền đi tới, đối với đứng ngoài cửa hai vị cường giả nói, hai vị đại nhân, ta là Ninh Ba dòng thứ Chu Nhân Đức, ta có chuyện quan trọng bẩm báo tộc trưởng, xin đại nhân thông báo một chút. Hai người kia khí thế phóng thích, nhìn lướt qua Chu Nhân Đức, lạnh lùng nói, chuyện gì, nói với chúng ta là được. Chu Nhân Đức suy nghĩ một chút, liền nói, ta muốn là tộc trưởng dẫn gặp một vị chàng trai tài tuấn, xin đại nhân thông báo một chút. Hai người kia thời gian đầu tiên tầm mắt rơi cách không xa Diệp thần trên mình, mặc dù Diệp thần khí chất bất phàm, nhưng là chân thực quá mức trẻ tuổi. Coi như thân phận không bình thường, chắc cũng là sau lưng trưởng bối tới gặp tộc trưởng. Như vậy hiển nhiên có chút khinh thị. Vì vậy, hai người kia trực tiếp cự tuyệt nói, Chu Nhân Đức. Gần đây tộc hội, ngươi mang một cái người ngoài tới Chu gia là làm gì? Còn nữa, tộc trưởng ở bên trong có chuyện trọng yếu hơn, không thể quấy nhiễu. Chỉ như vậy, cút. Hai người mặc dù là người giữ cửa, nhưng hoàn toàn không có đem Chu Nhân Đức coi ra gì, thái độ rất là cương quyết. Chu Nhân Đức biết sẽ là cái kết quả này, đạo câu cảm ơn, liền trở lại Diệp thần bên người. Diệp tiên sinh, ngày hôm nay đoán chừng là không thấy được vị kia. Nếu không Diệp tiên sinh ngày hôm nay đi về trước, cùng đến lúc đó ta thấy tộc trưởng, lại hướng hắn bẩm báo chuyện này. Diệp thần gật đầu một cái này giàu gì là Chu Nhân Đức sau lưng gia tộc, hắn vậy không cần phải gây chuyện. Ngay tại Diệp thần chuẩn bị lúc rời đi, cửa mở ra, một cô gái đi ra. Thiếu nữ đại khái hơn 20 tuổi, vóc người cao đào, vóc người nhẹ nhàng, ngôn hành cử chỉ đoan trang nhàn nhã. Tóc đen như tất. Da thịt như ngọc, mắt đẹp lưu phán, một cái nhăn mày một tiếng cười bây giờ toát ra một loại không nói ra được phong vận. Nàng tựa như một đóa nụ hoa đợi thả hoa mẫu đơn, đẹp mà không yêu, xinh đẹp mà không tục, thiên kiều bá mị. Chu Tử Huyên chú ý tới Diệp thần ánh mắt, liền thấp giọng nói, Diệp tiên sinh, ngài hẳn nghe nói qua tỉnh Chiết Giang ba đại mỹ nữ đi. Diệp thần gật đầu một cái, hắn nhớ được Hạ Nhược Tuyết chính là một người trong số đó. Cũng không biết đây là người nào đánh giá đi ra ngoài, bất quá lấy Hạ Nhược Tuyết dung mạo và vóc người, đúng là tỉnh Chiết Giang coi là lên nghiêng nước nghiêng thành. Chu Tử Huyên tiếp tục nói, trừ ngài biết Hạ Tiểu Thư trở ra, còn có hai người, mà cái đó đi ra ngoài người phụ nữ chính là một người trong số đó. Nàng kêu Chu Nhã, nếu như bàn về bối phận mà nói hẳn gọi nàng Nhã Di, mặc dù bối phận rất lớn, nhưng là nàng tuổi tác hẳn chỉ so với Diệp tiên sinh lớn 1-2 tuổi.
Chu Nhã đối với người đối với chuyện rất có thủ đoạn, ở tỉnh Chiết Giang trong vòng, rộng được khen ngợi, không chỉ như vậy, Chu Nhã ở tỉnh Chiết Giang Chu gia địa vị rất cao, liền liền tộc trưởng có chút thời điểm cũng muốn nghe người này ý kiến. À, Diệp Thần không có quá lớn tâm trạng chập chờn, nhưng là ánh mắt nhưng coi trọng đối phương mấy phần. Ngay tại lúc này, chủ nhân Đức nghĩ tới điều gì, xen vào nói, Diệp tiên sinh, ta làm sao không nghĩ tới, nếu như người này nguyện ý gặp ngươi, nói không chừng ngươi sự kiện kia thật có khả năng, bất quá Chu Nhã nóng này có chút cổ quái, người bình thường muốn gặp nàng vậy rất khó. Lời nói rơi xuống, Chu Nhã đã hướng đi tới bên này, bước chân nhẹ nhàng. Làm đi tới Diệp Thần và Chu Nhân Đức trước mặt, bước chân dừng lại, mắt đẹp giống như là phát hiện cái gì vật thú vị, trực tiếp đưa tay ra, cười nói, Diệp Thần. Cái gì? Giờ khắc này, Chu Nhân Đức và Chu Tử Huyên bối rối. Ai có thể nghĩ tới cao cao tại thượng Chu Nhã lại biết Diệp Thần? Còn chủ động chào hỏi. Cách đó không xa vậy hai cái giữ cửa người cũng chết chết nhìn chằm chằm Diệp Thần, hoàn toàn là một bộ khó tin dáng vẻ. Không chỉ bọn họ, liền Diệp Thần vậy cảm giác có cái gì không đúng. Hắn căn bản không nhớ được từ mình gặp qua người này, coi như hắn ở Ninh Ba có chút danh tiếng, nhưng là nơi này chính là tỉnh Chiết Giang. Diệp Thần không có đưa tay ra, con người nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt, có chút nghi ngờ. Chu Nhã cười một tiếng, thật đúng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, đoạn này thời gian, ta nhưng mà nghe ngươi tên chữ đều phải nghe ra kén tới. Bách Lý Băng đối với ngươi nhưng mà vô cùng sùng bái. Ta muốn còn muốn lúc nào hẹn ngươi đi ra uống ly đồ, không nghĩ tới ngày hôm nay trùng hợp như vậy. Diệp Thần lúc này mới chợt hiểu. Xem ra Bách Lý Băng và Chu Nhã quan hệ không giống bình thường. Cũng đúng, Bách Lý Băng mặc dù ở người ở Ninh Ba, nhưng là bối cảnh nàng rất là đặc thù. Phụ thân hắn Bách Lý Hùng lại là quân khu tổng tư lệnh, loại cấp bậc này tồn tại biết Chu Nhã vậy rất bình thường. Chu Nhã nhìn một cái Diệp Thần, mắt đẹp lưu chuyển, nhàn nhạt nói, thời gian còn sớm, uống ly cà phê đi như thế nào. Nói trước, ta nhưng cho tới bây giờ không có mời nam sinh uống qua cà phê nha, cự tuyệt một cái cô gái cũng không thân sĩ. Chu Nhã sở dĩ nói như vậy, là bởi vì là nàng đối với trước mặt người đàn ông này tràn ngập tò mò. Vốn là, Diệp Thần thân phận sẽ không để cho nàng chút nào hứng thú. Coi như Diệp Thần võ đạo thực lực rất mạnh, lại là Ninh Ba người thứ nhất, ở nàng trong mắt vậy không tính là cái gì. Nhưng là từ Bách Lý Băng trong giọng nói, nàng biết rất nhiều Diệp Thần sự việc. Lại là biết Diệp Thần là Long Hồn Tổng Giáo Quan, Hoa Hạ trẻ tuổi nhất thiếu tướng. Phía trên vị lãnh đạo kia không thể nào bỗng dưng vô cớ chĩa vào áp lực làm ra loại này hoang đường quyết định. Rất rõ ràng, Diệp Thần đáng Hoa Hạ làm như vậy. Đáng hắn cô độc ném một cái. Về phần tại sao, đó chính là nàng Chu Nhã cảm thấy hứng thú địa phương. Nàng thậm chí phái người toàn diện điều tra qua Diệp Thần. 5 năm trước, mọi người phỉ nhổ phế vật. 5 năm sau đó, để cho Long Hồn cường giả trấn áp và thần phục. 5 năm này, Diệp Thần kết quả đi nơi nào? Được. Diệp Thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dựa theo Chu Tử Huyên giải thích. Trước mắt Chu Nhã là đạt được Trảm Long kiếm tài liệu duy nhất phương pháp. Không lâu lắm, hai người đi tới liền một quán cà phê lầu 2. Hoàn cảnh rất là yên lặng. Ngồi đối mặt nhau. Chu Nhã khuấy động cà phê trước mặt, nói, ngươi tới Chu gia, chắc có cái gì sở cầu đi. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, hiếu kỳ nói, ngươi đây cũng là trực tiếp, vạn nhất không phải thì sao. Mấy ngày nay là Chu gia tộc hội. Phụ cận đây chỉ sẽ xuất hiện người của Chu gia, nhưng là ngươi hiện ở xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ không phải là ý nghĩa ngươi muốn cầu cạnh Chu gia? Ta Chu Nhã làm việc gần đây như thế bụng dạ thẳng thắn, nói đi, chuyện gì, nếu như có thể giúp ta tự nhiên sẽ giúp, coi như xem ở Bách Lý Băng phân thượng, ta cũng sẽ hết sức. Nếu đối phương thẳng như vậy tiếp, Diệp Thần cũng không dự định vòng vo, nói ta biết các người Chu gia đã từng đúc qua một thanh kiếm. Ta cần thanh kiếm này nguyên vật liệu. Chu Nhã trong mắt không có chút nào bất ngờ, yêu nhã uống một hớp cà phê, nói Chu gia ta đã từng là đúc kiếm thế gia không tệ, nhưng là chúng ta Chu gia chế tạo qua kiếm có mấy ngàn chuôi, không biết ngươi cần chính là vậy một thanh kiếm vật liệu. Một giây kế tiếp, Diệp Thần trong tay liền xuất hiện Trảm Long kiếm. Trảm Long kiếm vừa ra, một cổ linh khí liền tràn ra.
thậm chí còn có nhàn nhạt sát khí quấn quanh. Lách cách, Chu Nhã cà phê trong tay rơi ở trên mặt đất. Cà phê thậm chí tiệm nhiễm ở nàng váy trắng trên. Vẻ đẹp của nàng trong con ngươi, thành tựu xuất sắc dạo dực, sâu đậm nhìn chằm chằm thanh kia Trảm Long kiếm. Dung nhan tuyệt đẹp vậy lên tất cả đều là kinh ngạc, rung động. Phá Hiên kiếm, nó làm sao sẽ xuất hiện ở trên tay ngươi? Chu Nhã cũng không nhịn được nữa, kinh hô thành tiếng, theo bản năng lại là đưa tay ra muốn tránh thoát Trảm Long kiếm, nhưng là lại bị Diệp Thần ngăn cản. Ta có cái thói quen, đụng ta kiếm chỉ có một loại người, đó chính là người chết. Thanh âm lạnh như băng vang lên, không khỏi làm Chu Nhã dùng mình một cái, hoàn toàn thanh tỉnh. Lại nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt của nàng có lau một cái kiêng kỵ, nói, Diệp Thần, chân thực ngại quá, thanh kiếm này đối với Chu gia ta rất trọng yếu, cho nên ta mới có thể như vậy thất thố. Cái này trăm năm qua, Chu gia một mực tìm thanh kiếm này. Lại không nghĩ rằng, Phá Hiên kiếm lại vấn thế, hơn nữa biến thành một thanh kiếm gãy. Nàng Thái gia gia trước khi chết đã từng lưu lại qua một câu nói, Phá Hiên ra đời, đế vương trở về. Nàng cố gắng để cho mình bình tĩnh, sau đó nghiêm túc nói, Diệp Thần, cái này đem nhà ngươi có nguyện ý hay không ra tay, Chu gia ta nguyện ý lấy bất kỳ giá cả tiếp. Bất kỳ, 2 tỷ nhân dân tệ. Có lẽ cảm thấy còn chưa đủ thành ý, Chu Nhã tiếp tục nói, lại cái giá này trên căn bản, ngươi cũng có thể đề ra khác điều kiện. Dù là Chu gia ta thiếu ngươi ân huệ đều có thể. Người của Chu gia tình, cơ hồ có thể no Diệp Thần một cái mạng. Xa so với cái này 2 tỷ còn đáng tiền hơn. Thời khắc này Chu Nhã thậm chí quên Diệp Thần mới vừa rồi nói yêu cầu, bởi vì thanh kiếm này đối với Chu gia mà nói, quá trọng yếu. Diệp Thần con ngươi lạnh xuống, cự tuyệt nói, ta không thiếu tiền, ngươi nên biết. Còn nữa, nhân tình của Chu gia ngươi, ở ta xem ra, không đáng giá một đồng. Hắn không thích người khác rình rập hắn đồ, bỏ mặc thanh kiếm này và Chu gia là quan hệ như thế nào. Bây giờ thuộc về hắn, bất kỳ thế lực cũng không có tư cách tước đoạt. Chu Nhã nghe được Diệp Thần cuồng vọng lời nói, đôi mi thanh tú một nhăn mày. Dám nói người của Chu gia tình không đáng giá một đồng, phỏng đoán cũng chỉ có trước mặt thanh niên. Nàng mặc dù trong lòng có chút nổi nóng, nhưng vẫn cười cười xong, Diệp Thần, có thể là ta ngày hôm nay có chút kích động, ta hướng ngươi nói xin lỗi, ta mới vừa rồi mở ra điều kiện, bất cứ lúc nào đều có thể nói chỗ trống. Ngươi có 10 ngày cân nhắc thời gian. Còn nữa, ngươi mới vừa rồi nói tới muốn thanh kiếm này nguyên vật liệu, căn bản không có thể. Đối với Chu gia mà nói, đây là một loại tín ngưỡng. Trước, nàng chủ động mời Diệp Thần uống cà phê, thật ra thì thật muốn cùng Diệp Thần giao hảo, muốn toàn diện hơn biết rõ Diệp Thần. Nhưng là bây giờ thanh kiếm này xuất hiện, để cho hết thảy đều thay đổi. Bất kỳ lợi ích và tâm trạng, ở thanh kiếm này trước mặt, không chịu nổi một đề ra. Diệp Thần giá trị xa xa kém hơn thanh kiếm này. Diệp Thần đứng lên, nhìn lướt qua Chu Nhã, nói, xem ra, chuyện này là không có thể nói đường sống, đã như vậy, cáo từ. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị xoay người rời đi đang lúc. Bành! Một tiếng vang thật lớn trực tiếp cướp tới. Một giây kế tiếp, cửa sổ thủy tinh trực tiếp vỡ vụn. Một viên tốc độ cao viên đạn hướng Chu Nhã ấn đường bắn tới. Hết thảy các thứ này phát sinh ở điện quang đá lửa bây giờ. Chu Nhã cảm giác được lạnh như băng nguy cơ leo lên nàng toàn thân, nàng muốn né tránh, căn bản không còn kịp rồi. Nàng con ngươi phóng đại. Ngay tại lúc này, một đạo khí lưu cuốn tới. Cường đại đợt khí, thậm chí lật toàn bộ bàn, sức lực gió cạo Chu Nhã gò má thật đau. Một đôi tay chắn nàng ấn đường. Chính là Diệp Thần. Hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh, mau đến bây giờ Chu Nhã đầu óc trống rỗng. Diệp Thần lòng bàn tay mở ra, đinh, một tiếng, một viên đạn trực tiếp rơi vào trên bàn. Chu Nhã hoàn toàn rõ ràng, nàng ngay tức thì kịp phản ứng hết thảy, lại có người ám sát nàng. Nếu như không có Diệp Thần, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là, Diệp Thần lại đem tốc độ cao đạn súng bắn tỉa cho tiếp nhận. Đây là khái niệm gì? Cao cấp cổ võ giả có thể nhận ở viên đạn, không sai. Nhưng là tuyệt đối không thể nào giống như Diệp Thần như thế ung dung à. Quỷ dị hơn là, mới vừa rồi Diệp Thần cách mình khoảng cách có mấy gạo.
Một cổ ý sợ hãi leo lên lòng nàng đầu. Không phải tới từ viên đạn, mà là tới từ cái đó lãnh ngạo chàng trai. Chu Nhã trong mắt biến thành lãnh ý, vội vàng bấm một số điện thoại, trong điện thoại chỉ nói một câu, ta ở TUIC tiệm cà phê bị đánh lén, 10 phút bên trong, đem tên sát thủ kia mang tới ta trước mặt, nếu không thì là ngươi thi thể xuất hiện ở ta trước mặt. Điện thoại cúp. Sau đó, Chu Nhã nhìn về phía Diệp Thần, cảm kích nói, cảm ơn, ta thiếu ngươi một cái ân huệ, nếu như không có ngươi. Diệp Thần căn bản không có phản ứng đối phương dự định, trực tiếp cắm túi hướng bên ngoài đi. Làm chuẩn bị lúc xuống lầu, bỏ lại một câu nói. Ân tình của ngươi, ở ta trước mặt không đáng giá một đồng. Nghe được Diệp Thần những lời này, Chu Nhã tại chỗ sợ run tại chỗ. Nàng ân huệ, không đáng giá một đồng. Có nhiều ít quyền quý và gia tộc cao cấp thiếu gia muốn lấy lòng mình. Kết quả ở thằng nhóc này xem ra một chút cũng không quan tâm. Nếu như đổi thành những người khác, nàng tất nhiên lấy là đối phương ở lạt mềm buộc chặt, nhưng là nàng từ Diệp Thần trong tròng mắt thấy chỉ có khinh thường. Đúng, chính là khinh thường. Nàng nhận là mình sắp điên rồi. Cho tới bây giờ không có ai để cho nàng tâm tình như vậy phiền não. Nàng ngồi ở một bên trên ghế salon, nhắm mắt lại, tay phải khẽ xoa trước huyệt thái dương, tựa hồ đang đợi cái gì. 10 phút sau, hai vị Chu gia thủ hạ, mang một cái tay chân toàn bộ gãy lìa nam người đi tới liền Chu Nhã trước mặt. Tiểu thư, người đã mang đến. Quỳ xuống. Hai người cưỡng ép đem người đàn ông giữ ở trên mặt đất. Giờ phút này, Chu Nhã giống như biến thành một người khác vậy, cả người tản ra lãnh ý. Nàng trên cao nhìn xuống nhìn trước mặt người đàn ông, nói tại sao phải giết ta? Ai phái ngươi tới, ta chỉ có hai vấn đề này. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn một cái Chu Nhã, con ngươi tràn đầy tia máu, trong miệng nói mấy câu ngôn ngữ cổ quái. Nghe được cái này thanh âm, Chu Nhã hơi biến sắc mặt, xem ra là nhóm kia Đông Nam Á người, đối phương vi ước ở phía trước, chúng ta Chu gia chỉ bất quá vận dụng một ít thủ đoạn, nhanh như vậy liền không nén được tức giận. Nếu như không phải là Diệp Thần, ta có thể ngã ở các người đám người kia trên tay. Ta ghét uy hiếp, chúng ta Chu gia đặc biệt ghét uy hiếp. Chu Nhã đưa tay ra, một vị Chu gia cường giả liền ý thức được cái gì, đem chủy thủ bên hông đưa cho Chu Nhã. Một giây kế tiếp, dao găm biến mất. Chỉ gặp Chu Nhã tay ở người đàn ông trước mặt nhẹ nhàng lau một cái. Ngay tức thì, cái đó Đông Nam Á người con người phóng đại, kinh hãi nhìn trước mặt Chu Nhã. Hắn căn bản không nghĩ tới, một người đẹp lại có thể chỉ như vậy giết người. Bành! Hắn thân thể ngã xuống một mảnh trong vũng máu. Một vị khác Chu gia cao thủ thận trọng đưa lên một cái khăn lông. Chu Nhã nhận lấy khăn lông, nho nhỏ lau một chút tay, sau đó phân phó nói, thứ nhất, kia thi thể xử lý xong. Thứ hai, phái ra Chu gia cao thủ, liền đêm ngồi máy bay đi Đông Nam Á, những cái kia hợp tác cửa hàng, bất kể là ai. Không chừa một mống. Nàng mím chặt đôi môi, trên mặt tràn đầy vẻ phẫn hận. Dám đắc tội nàng, vậy kết quả chỉ có một, đó chính là chết. Tiểu thư. Diệp Thần ra tiệm cà phê, trực tiếp gọi điện thoại cho Tiểu Đặng, để cho hắn tới đón mình. Ở giao lộ chờ đợi hơn, hắn kinh ngạc phát hiện chung quanh nhiều hơn mấy đạo khí tức cường giả. Xem ra cái này Chu gia thực lực quả thật không bình thường. Trước kia lấy là Chu gia chỉ bất quá làm chút dược liệu làm ăn, lại không nghĩ rằng sau lưng còn có tầng này nội tình. Xem ra Ninh Ba chuyến này nước không có như vậy cạn, nói không chừng Ô gia chẳng qua là trong đó một con cá nhỏ mà thôi. Chìm ở chỗ sâu nhất tất nhiên còn có kinh thiên cá sấu khổng lồ. Rất nhanh, xe liền dừng ở Diệp Thần trước mặt, Diệp Thần lên xe. Tiểu Đặng liền hướng biệt thự đi. Diệp tiên sinh. Thủ trưởng để cho ta nhắc nhở ngươi một chút, gần đây tỉnh Chiết Giang hỗn loạn lợi hại, không có gì chuyện trọng yếu, tốt nhất không nên đi ra ngoài, nếu không tránh cho phiền toái. Tiểu Đặng vừa lái xe bên nhắc nhở. Diệp Thần không nói gì, nhắm mắt. Khoảng cách Đường Ngạo 60 tuổi đại thọ, còn có mấy ngày. Kịch hay vừa mới bắt đầu. Để cho hắn Diệp Thần rụt rè e sợ, căn bản không có thể. Nếu như Đường Ngạo thật tìm tới mình. Chẳng qua là để cho hắn ngày rỗ trước thời hạn mà thôi. Bất quá mấy ngày nay, không có chuyện gì, hắn cũng không dự định ra cửa, cũng nên tu luyện một phen.
Ngay tại Diệp Thần suy tư lúc đó, một cú điện thoại đánh tới. Là Tôn Di đánh tới. Thế nào, tiểu di tử? Diệp Thần mở miệng nói. Bên đầu điện thoại kia Tôn Di nghe được Diệp Thần nghe điện thoại, thở dài một hơi, Diệp Thần, người bây giờ ở đâu? Có thể tới hay không một chuyến cao ốc Hoa Nguyên Quốc Mậu? Tập đoàn Thiên Chính Đụng gặp một ít phiền toái nhỏ. Nhược Tuyết không cùng ngươi chung một chỗ. Diệp Thần nhíu mày một cái, lấy hạ Nhược Tuyết năng lực, một ít chuyện tình hẳn cũng có thể xử lý mới đúng. Tôn Di trả lời, Nhược Tuyết hồi hạ ra xử lý chút chuyện, điện thoại không có đả thông. Thẩm Tổng vừa rời đi, còn tại trên máy bay, tạm thời vậy không liên lạc được. Ngươi đừng hỏi, mau tới đây có được hay không, cao ốc Hoa Nguyên Quốc Mậu lầu 15. Được, ngươi ở nơi đó chờ. Diệp Thần cúp điện thoại, trực tiếp để cho Tiểu Đặng quay đầu, chuyến đi cao ốc Hoa Nguyên Quốc Mậu. Theo hắn rõ ràng, mấy ngày nay, Tôn Di ở cao ốc Hoa Nguyên Quốc Mậu mướn ròng rã một tầng lầu. Tạm thời đem nơi này làm tập đoàn Thiên Chính ở tỉnh Chiết Giang chi nhánh công ty địa chỉ, đến tiếp sau này tập đoàn Thiên Chính cũng sẽ ở tỉnh Chiết Giang xây lầu. Đoạn này thời gian, đều là Tôn Di phụ trách tập đoàn Thiên Chính ở tỉnh Chiết Giang sự vật. Vốn là có Hạ Nhược Tuyết và Thẩm Hải Hoa còn khá một chút, nhưng là xảy ra đại sự, lại không liên lạc được những người khác, Tôn Di cũng chỉ có thể đánh cho mình. Huống chi mình là trời đang tập đoàn người trưởng đà, một mực làm hất tay trưởng quỹ vậy không tốt lắm. Cùng lúc đó, cao ốc Hoa Nguyên Quốc Mậu, lầu 15, tập đoàn Thiên Chính, Tôn Di phòng làm việc. Tôn Di ngồi ở trên ghế, chân mày nhíu nhìn trước mặt chàng trai. Chàng trai anh mày như mũi tên, mang một tia lãnh ngạo ý, hắn dựa vào ở trên ghế salon, hai chân chỉ như vậy đặt ở trên bàn. Cực kỳ không văn minh. Hắn đứng bên người hai cái thẳng người đàn ông, mặc dù không có phóng thích hơi thở, nhưng cho Tôn Di một loại uy hiếp cảm giác. Chàng trai gặp Tôn Di để điện thoại xuống, nhàn nhạt nói có thể người nói chuyện tới. Hắn ở trên đường, Tôn Di mặc dù có chút không vui, nhưng vẫn là nói. Chàng trai gật đầu một cái, con người không ngừng ở Tôn Di ngạo nhân vóc người lên bắn càn quét, có chút tham lam. Hắn nhìn một chút tay biểu, mở miệng nói các người tập đoàn Thiên Chính nếu muốn ở tỉnh Chiết Giang phối hợp, liền nhất định cần một cái ô dù, ta Lôi Chiết có thể là ngươi mỗi một tháng tầng bảo vệ, để cho các người ở tỉnh Chiết Giang không bị quấy nhiễu. Ta muốn không nhiều, ta chỉ cần là 20% cổ phần, dĩ nhiên, cái này là 20% cổ phần phải có quyền bỏ phiếu. Hắn giọng rất là rửng rưng, giống như nói một kiện cực kỳ chuyện bình thường tình. Trong giọng nói tràn đầy tự tin và bá đạo, rất là cường thế. Tựa như đối phương nếu không đáp ứng hắn nói điều kiện, thì biết có hậu quả gì không tựa như. Tôn Di mắt đẹp trợn to, đứng lên, mặt đầy vẻ giận, Lôi tiên sinh, chúng ta tập đoàn Thiên Chính chưa bao giờ dự định bán qua cổ phần. Coi như người ra cao hơn nữa giá cả chúng ta cũng không biết suy tính. Lôi Chiết đốt một điếu thuốc, hút một hơi, cười nói, Tôn tiểu thư hẳn lại hiểu lầm cái gì, ta Lôi ra không dự định bỏ tiền, là các người đưa cho ta Lôi ra là 20% cổ phần. Xem ra Tôn tiểu thư không hiểu lắm buôn bán à, tỉnh Chiết Giang rất nhiều xí nghiệp vì phát triển, cũng biết cho một số thế lực hoặc là gia tộc cổ phần danh nghĩa, như vậy xí nghiệp mới có thể hòa bình ổn định lâu dài phát triển tiếp. Nếu không... Hướng các người loại này từ địa phương nhỏ đi lên tập đoàn ở tỉnh Chiết Giang có thể thật không sống nổi, đây là đề nghị. Dĩ nhiên, người cũng có thể hiểu là cảnh cáo. Uy hiếp trắng trợn. Tôn Di khẽ cắn môi đỏ mọng, trên mặt đều là nổi nóng. Nàng trước kia chẳng qua là nghe nói qua loại chuyện này, một ít phát triển tình thế chợt xí nghiệp thường xuyên sẽ có quan đệ nhị hoặc là gia tộc lớn tới đòi cổ phần danh nghĩa. Có chút xí nghiệp vì nhiều một đạo bùa hộ mạng, nhưng thật ra là không chọc nổi chỉ có thể yên lặng đồng ý. Nói cho dễ nghe điểm, cộng đồng phát triển. Nói khó nghe một chút, chính là vô sỉ thứ bại hoại. Cường đạo được là, ở Ninh Ba, khai trương ngày đó tới nhiều đại nhân vật như vậy, tự nhiên không dám có thế lực đến tìm tập đoàn Thiên Chính phiền toái. Nhưng là bây giờ là ở tỉnh Chiết Giang. Cường Long đấu không lại đầu rắn. Có vài người tự nhiên không biết tập đoàn Thiên Chính thế lực sau lưng. Cho nên động loại này nghiêng đầu óc. Mặc dù nàng mơ hồ bây giờ biết tỉnh Chiết Giang Chu gia là tập đoàn Thiên Chính vậy cái ô dù, nhưng là tập đoàn Thiên Chính phát triển đến tỉnh Chiết Giang,
bọn họ Chu gia căn bản không biết à. Hơn nữa nàng cũng không có Chu gia phương thức liên lạc. Lúc này chỉ có thể tìm Diệp Thần. Lôi Chiết gặp Tôn Di tựa hồ có chút nổi nóng, trực tiếp đứng lên, đi tới Tôn Di trước mặt, trong tay hắn cho khói trực tiếp run rẩy ở trên bàn làm việc, sau đó nói, kẻ thức thời là người tài giỏi, không dối gạt ngươi nói, ta Lôi gia có mấy vị ở cục công thương cùng với các vị trí trọng yếu trấn giữ, tin không tin ta Lôi gia phân phút phong điệu các người tập đoàn thiên chính. Muốn chơi chết các người loại này vùng khác lão, ta Lôi Chiết dễ như trở bàn tay. Sau đó Lôi Chiết tầm mắt hướng Tôn Di trên mình quét tới. Tham lam, lửa dục. Con mẹ nó, bây giờ xí nghiệp chủ quản cũng dài đẹp mắt như vậy, xem ra Tôn tiểu thư không thiếu và người đàn ông ngủ à, nếu không tối hôm nay bồi bồi ta. Lôi Chiết có chút bị dục vọng làm đầu óc mê muội, lại là đưa tay ra hướng Tôn Di ngực mò đi. Tỉnh Chiết Giang là hắn Lôi ra địa bàn, chơi phụ nữ có thể xảy ra chuyện gì. Tôn Di trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, lại là đưa tay ra, một cái tát vỗ ra. Lôi tiên sinh, buông ra tay bẩn thỉu của ngươi. Một tát này kết kết thật thật rơi vào Lôi Chiết trên mặt. Trực tiếp đem người sau đánh gục. Đầy mặt hắn không thể tin, ở tỉnh Chiết Giang ai dám đánh hắn. Nếu như chuyện này bị trong vòng người biết, vậy hắn Lôi ra cũng biết bị người nhạo báng. Con mẹ nó, ép lão tử dùng sức mạnh. Người tiện nhân kia đừng cho mặt không biết xấu hổ, người lấy là người còn ở đó một địa phương nhỏ à. Bất quá người cái này cay cú sức lực ta rất là thích, ngày hôm nay lão tử sẽ để cho người biết cái gì gọi là chinh phục. Lôi Chiết trực tiếp cởi xuống bên ngoài bộ, hướng Tôn Di ép tới, sau đó lại là ra lệnh sau lưng hai người nói, các người đi ra ngoài, đem cửa trông nom, nghe được bất kỳ thanh âm đều không cho phép đi vào, bố chuyện tốt có thể không muốn quấy rầy. Thiếu gia, hai người kia nhìn nhau, lui ra ngoài. Lôi Chiết liếm môi một cái, nhìn về phía vậy Tôn Di vóc người ngạo nhân, cảm giác nguyên thủy dục vọng ở xung động, hắn vừa mới chuẩn bị hướng Tôn Di nhào tới. Bành! Một tiếng vang thật lớn truyền tới. Một giây kế tiếp, cửa phòng làm việc bị một đôi chân to đá văng ra. Lôi Chiết nổi giận, mắng con mẹ nó, lão tử không phải để cho các người đừng quấy rầy sao. Hắn mới vừa quay đầu, thanh âm đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện mình mang ra ngoài hai người cao thủ lại tất cả đều ngã xuống. Hai người kia lại là hung hãn đập vào trên mặt đất, khóe miệng tràn ra máu tươi. Không có nửa điểm hơi thở. Không chỉ ngã xuống, còn chết. Hắn con người có chút vô hình sợ hãi, ánh mắt dần dần lên rời, thấy được một cái lãnh ngạo chàng trai. Tên này có đụng phải ngươi sao? Diệp Thần thanh âm lạnh như băng vang lên. Tôn Di vội vàng thừa dịp Lôi Chiết không chú ý, chạy tới Diệp Thần sau lưng, một cái tay gắt gao bắt hắn lại cánh tay. Sau đó, giải thích, hắn không đụng phải ta, khá tốt ngươi kịp thời tới, hù chết ta, nhóm kia an ninh và nhân viên làm việc phải ngày mai mới có thể tới đổi, vốn lấy là không biết xảy ra chuyện gì. Diệp Thần gật đầu một cái, thở dài một hơi, sau đó nói, an ninh bên kia toàn bộ từ chức. Ta sẽ phái cao thủ tới đây chấn giữ, chuyện hôm nay ta cũng có nhất định trách nhiệm. Đúng rồi, xúc sinh này tới nơi này làm gì? Tôn Di liền vội vàng giải thích, hắn hình như là đại biểu cái gì Lôi ra tới cưỡng ép muốn một số cổ phần danh nghĩa. Diệp Thần gật đầu một cái, đối với Tôn Di nói, người đi trước bên ngoài ngồi một chút, chơi một hồi điện thoại di động, cho ta mấy phút thời gian xử lý. Được. Tôn Di nhìn một cái cả người đã hoàn toàn ngơ ngẩn Lôi Chiết. Hừ nhẹ một tiếng đi ra ngoài. Diệp Thần tới, tên xúc sinh này sợ là không có kết quả tốt. Bất quá ai bảo hắn không có mắt như vậy, lại muốn đánh cướp tập đoàn thiên chính, cũng không trước đó làm chút điều tra. Bỏ mặc hắn kết cục sau cùng như thế nào, đều là tội có cần phải được. Cùng Tôn Di rời đi sau đó, Diệp Thần trên người ý định giết người phóng thích mở. Hắn đồ, lại có thể cũng có người dám đụng. Lôi Chiết cảm thấy không đúng, nuốt nước miếng một cái, nghiêm túc nói, các người con mẹ nó biết ta là. Lời còn chưa nói hết, Diệp Thần một tiếng giống giận rơi xuống. Quỳ xuống. Lôi Chiết phát hiện hai chân mình hoàn toàn không nghe sai sử, lại là trực tiếp quỳ xuống trên đất. Sau đó Diệp Thần một bước bước ra trực tiếp đá vào Lôi Chiết trên ngực. Bành. Cho dù thu lực, Lôi Chiết thân thể vẫn là hoành bay ra ngoài.
nặng nề đập vào vách tường trên. Phốc! Hắn khạc ra một búng máu, lại là cảm giác từ toàn thân của mình xương cũng bung cái khung. Còn không chờ hắn kịp phản ứng, hắn liền phát hiện cái đó lãnh ngạo chàng trai đã xuất hiện ở trước mặt hắn, lại là một cước dậm ở trên lồng ngực của hắn. Ta là Lôi Chiết, ngươi còn dám động ta một chút, Lôi gia nhất định sẽ làm cho ngươi chết không được tử tế. Lôi Chiết cắn răng nghiến lợi nói. Lôi gia, xem ra là sau lưng ngươi người để cho ngươi tới. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, hắn trực tiếp gọi cho Diệp Lăng Thiên điện thoại. Điện thoại thông. Giúp ta làm một chuyện. Một cái kêu là Lôi Chiết người chọc phải ta, thật giống như đến từ cái gì Lôi gia, 10 phút bên trong, ta muốn gia tộc này biến mất ở tỉnh Chiết Giang, còn nữa, để cho hắn phụ thân đem điện thoại đánh tới cái này kêu Lôi Chiết xúc sinh trên điện thoại di động. Điện thoại cúp. Nghe được cái này khó hiểu điện thoại, Lôi Chiết cười. Thảo nghĩ ngựa, chàng cái gì ép à, 10 phút diệt ta Lôi gia, người lấy là người mẹ hắn là ai? Diệp Thần con người hiện lên dùng mình, trực tiếp nắm Lôi Chiết tóc, sau đó chợt nện xuống đất. Mặt hắn ngay tức thì máu thịt mơ hồ. Người điên, tuyệt đối người điên. Lôi Chiết lại là kêu thảm lên, à, ta phải báo cảnh, người mẹ hắn chết chắc. Diệp Thần không hề muốn đơn giản như vậy liền giết chết tên xúc sinh này, hắn đứng lên, móc ra Lôi Chiết túi điện thoại di động, đặt ở trước mặt hắn. Đắc tội người hắn. Hắn muốn để cho đối phương cảm giác được sợ hãi sâu đậm. Loại này sợ hãi như băng hàn, như rơi xuống địa ngục. Ngay tại Lôi Chiết kêu thảm thiết lúc đó, một cú điện thoại vang lên đứng lên. Quỷ dị này điện thoại, ngay tức thì để cho Lôi Chiết lông măng dựng đứng, hắn cứng ngắc quay đầu, theo khóe mắt máu tươi thấy được điện thoại lên điện tới biểu hiện. Chính là phụ thân hắn. Giờ khắc này, tim hắn thật giống như bị một kích trọng quyền hung hãn đập trúng. Hắn không cách nào hô hấp. Hắn nhìn một cái xa xa người thanh niên kia, lạnh như băng khí thế để cho hắn phát run. Không phải là thật sao? Hắn đưa tay ra, cầm lên trên đất điện thoại, nhấn nút trả lời. Ba. Thanh âm vô cùng run rẩy. Một giây kế tiếp, một cổ kinh thiên gầm thét từ trong điện thoại vang lên, Lôi Chiết. Người mẹ hắn rốt cuộc đắc tội người nào? Bây giờ Lôi ra tất cả đều là thi thể. Ngươi con mẹ nó xúc sinh, ngươi, điện thoại cúp, thời khắc này Lôi Chiết cảm giác mình như rơi vào hầm băng. Sống chết chỉ ở người khác thời gian vừa niệm. Hắn thậm chí liền trước mặt chàng trai cũng không dám nhìn thẳng một cái. Đây là cái gì ma quỷ, lại có thể một cú điện thoại là có thể hủy diệt toàn bộ Lôi ra. Hắn chợt kịp phản ứng, vội vàng hướng Diệp Thần dập đầu nói, đại nhân. Ta sai rồi. Van cầu ngươi thả qua ta một cái tiện số mệnh, ta nguyện ý. Hắn bây giờ hy vọng duy nhất, đó là sống trước. Còn sống thì đồng nghĩa với còn có cơ hội. Ngươi không nên dây vào ta, lại càng không nên đánh phụ nữ của ta chủ ý, ngươi không có quyền lực còn sống. Diệp Thần trong tay ngưng tụ ra một đạo đao gió. Đao gió trực tiếp xuyên qua Lôi Chiết thân thể, một giây kế tiếp, Lôi Chiết ngã xuống. Ở trong tuyệt vọng mất đi sức sống. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần liền đi ra bên ngoài, đi đến đại sảnh một cái đài làm việc trước, vỗ một cái Tôn Di bả vai, nói, đi thôi, còn dư lại sự việc sẽ có người xử lý, chúng ta hồi biệt thự, để cho ta nếm một chút tài nấu nướng của ngươi. Tôn Di có chút mộng, nhìn một cái phòng làm việc phương hướng, chỉ có thể gật đầu một cái, được. Tốt, từ mới vừa rồi kêu thảm thiết trong, Tôn Di trong lòng đoán được cái gì? Nhưng là nếu Diệp Thần nói sẽ có người tới xử lý, nàng cũng không muốn lại ngẫm nghĩ. Trở lại biệt thự, Tôn Di nhận được Hạ Nhược Tuyết điện thoại. Hạ Nhược Tuyết điện thoại di động rơi ở trên xe, lúc này mới vẫn không có tiếp thông. Tôn Di đem trước sự tình phát sinh và Hạ Nhược Tuyết nói một lần, Hạ Nhược Tuyết vốn muốn cho người đi cảnh cáo Lôi ra, lại không nghĩ rằng điện thoại di động trên tin tức đã xuất hiện Lôi ra phát sinh hỏa hoạn tin tức. Đã có kết quả. Nàng liền không nhúng tay nữa, sau đó lại là nói cho Tôn Di, nàng mấy ngày nay có thể phải rời đi tỉnh Chiết Giang mấy ngày. Nàng và nàng mẫu thân chuẩn bị đưa ngoại bà hồi một chuyến quê quán, 3-4 ngày sau hẳn sẽ trở về, để cho nàng thuận tiện đem việc này chuyển lời cho Diệp Thần. Cúp điện thoại, không biết vì sao, Tôn Di trong lòng vui vẻ. Mấy ngày nay bởi vì Hạ Nhược Tuyết ở đây, nàng không tốt chủ động đi tìm Diệp Thần.
Từ lấy được Diệp Thần dễ chịu sau đó, mỗi đến tối, nàng liền sẽ nghĩ tới những cái kia tình yêu nam nữ. Có chút thời điểm, nàng thậm chí đang suy nghĩ, mình có phải hay không thuộc về cái loại đó dục vọng đặc biệt mạnh nữ sinh. Thậm chí có nhiều lần, nàng chỉ có thể mượn gối, ảo tưởng và Diệp Thần hình ảnh tới thỏa mãn mình. Thật vất vả chịu đựng đến buổi tối, Tôn Di đổi lại màu đen vớ, chú tâm lối ăn mặc, đi thẳng tới đang ở trên ghế salon ngồi xếp bằng Diệp Thần. Diệp Thần cũng là phát giác cái gì, trong mắt mở ra, khi thấy Tôn Di mặc như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn mới vừa muốn nói chuyện. Tôn Di đã đem hắn nhào tới ở trên ghế salon. Tôn Di ngồi ở Diệp Thần bắp đùi bộ, gương mặt đỏ ửng, nói tiểu thần tử, đưa tay cho ta. Diệp Thần nhíu mày một cái làm theo. Tôn Di vậy mảnh khảnh năm ngón tay nắm Diệp Thần tay, cười nói tay ngươi lạnh quá. Ừ. Diệp Thần bối rối. Tay hắn nơi nào lạnh. Hơn nữa thành tựu người tu luyện, coi như ở nhất cực lạnh trong hoàn cảnh, hắn cũng có thể giữ bình thường nhiệt độ. Hắn vừa định rút tay về được, Tôn Di nhưng gắt gao bắt được Diệp Thần tay, nói ngốc, nếu tay như thế băng, ta cho ngươi ấm áp. Một giây kế tiếp, Tôn Di trực tiếp đem Diệp Thần tay nhét vào nàng váy phía dưới. Diệp Thần căn bản không nghĩ tới đây lại là cái này bé gái chiêu thức. Hắn chợt xoay mình, trực tiếp đem Tôn Di đặt ở dưới người. Quần áo trực tiếp xé, rất là thô bạo, vậy mềm mại vật hung hãn bắn ra ngoài. Đôi môi đụng chạm, ướt át hòa vào nhau. Tình đến chỗ sâu không cách nào từ không rút ra. Rất nhanh, trên ghế salon, một trận đại chiến đánh vang. Mấy ngày sau, tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội. Đường Ngạo đã liên tục mấy buổi tối không có ngủ, trong mắt hắn tràn đầy tia máu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên vách tường tất cả tấm ảnh, cùng với chính giữa nhất một bản hình bóng. Hắn luôn cảm giác mình bỏ quên cái gì, nếu không biết tra xét nhiều ngày như vậy, vẫn là không có chút nào tin tức. Giống như một đôi bàn tay khống chế được hết thảy. Có chút điều tra người thậm chí thần bí mất tích. Người mất tích đếm càng ngày càng nhiều, hắn biết, có người ở tiêu hủy hết thảy. Hơn nữa đối phương lực lượng một chút cũng không yếu. Cái này thợ săn rốt cuộc lai lịch ra sao? Thật là giống như là ẩn núp trong bóng tối quỷ ảnh, có chút lạnh người. Hắn xoay người, nhìn về phía sau lưng tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội mọi người, mở miệng nói các ngươi bảo đảm đâu. Tại sao bây giờ còn mẹ hắn không có tìm được quỷ này ảnh? Phía dưới không có người nói chuyện. Bót. Đường Ngạo một trưởng vỗ lên bàn, giận dữ hét ta nói, nếu như không có tin tức nữa, các người tất cả đều cút ra khỏi tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội. Bây giờ toàn mẹ hắn cho ta cút. Đường Ngạo mặt dữ tợn bàng để cho những người đó sợ hết hồn. Ngay tại lúc này, một cái ông già đứng lên, mở miệng nói, Đường hội trưởng, thật ra thì chúng ta nhiều lần nhận được tin tức, mấu chốt nhận được tin tức sau đó. Những người đó lại đều biến mất, dưới mắt vấn đề, không phải không tìm được thợ săn, mà là có thế lực ở đảm bảo thợ săn. Như vậy cũng tốt giống như bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau. Đường Ngạo vẻ giận vẫn không có biến mất, hắn hai tay đè ở trên bàn hội nghị, người bố này mẹ hắn không biết sao. Các người đám phế vật này ngược lại là đem cái này thế lực bắt tới à? Cái đó ông già trên mặt có chút vẻ lúng túng, không nói thêm gì nữa. Ngay tại lúc này, một nhân viên làm việc gõ phòng họp cửa. Vào đi. Đường Ngạo trầm giọng nói. Hắn nhìn về phía cái đó trên mặt có chút vẻ hoảng sợ nhân viên làm việc, chất vấn chuyện gì. Người mẹ hắn không biết đang họp sao. Cái đó nhân viên làm việc sắc mặt trắng bệch, dẫu sao lần trước cái tiến vào phòng họp đồng nghiệp đã chết, hắn không muốn chết à. Hắn thanh âm run rẩy nói, Đường hội trưởng. Bên ngoài có cái cô gái nói biết trong hình người là ai. Đường Ngạo con người đông lại một cái, tại chỗ hóa là tàn ảnh, đã xuất hiện ở nhân viên làm việc trước mặt, bắt lại hắn cổ áo, kích động nói, thiệt hay giả. Còn không mau đưa người mời vào. Không lâu lắm, một cô gái đi vào. Để cho Đường Ngạo bất ngờ là, thiếu nữ dung nhan coi như không tệ. Chỉ bất quá thiếu nữ sắc mặt rất là tái nhợt, thậm chí có chút tóc tai bù xù. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện cái cô gái này chính là Sở Thục Nhiên. Sở Thục Nhiên nhìn một cái Đường Ngạo và tất cả mọi người, con người có chút sợ hãi và kinh hoàng. Vô số đạo ánh mắt nhìn chằm chằm nàng,
để cho nàng rất là khó chịu. Nương Ngạo đã tới Sở Thục Nhiên trước mặt, chỉ phía trên nhất vậy tấm hình bóng tranh ảnh, mở miệng nói người biết thợ săn là ai. Sở Thục Nhiên gật đầu như dã tỏi. Nương hội trưởng, gia tộc ta bị người uy hiếp, nếu như ta nói ra, ngài có thể không thể giúp một chút ta. Nương Ngạo con ngươi híp lại, mở miệng nói. Nếu như là thật, ta có thể thu ngươi là con gái nuôi, rất nhiều ngươi một đời vinh hoa và che chở. Nghe được câu này, Sở Thục Nhiên con ngươi đều là mừng rỡ, nàng đi tới trên đài chỉ vậy tấm hình bóng tấm ảnh, trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Ta dám 100% khẳng định, thợ săn chính là Diệp Thần. Ninh ba người thứ nhất, Diệp Thần. Diệp Thần. Diệp Thần là ai? Giờ khắc này, toàn bộ phòng họp yên tĩnh lại. Tất cả mọi người thời gian đầu tiên cảm giác được danh tự này có chút quen tai, giống như ở nơi nào đã nghe qua vậy. Liền liền Đường Ngạo cũng là trong chốc lát không có phản ứng kịp. Diệp Thần, cái nào Diệp Thần? Ninh ba người thứ nhất. Đột nhiên, tất cả mọi người nghĩ tới điều gì? T. Bọn họ ngược lại hít một hơi khí lạnh, con người đều là kinh hoàng và kinh ngạc. Lại là hắn. Cái đó ban đầu ở đài võ đạo đánh chết viên cảnh phúc người đàn ông chính là Diệp Thần à. Thậm chí tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp sẽ phái ra qua rất nhiều cường giả đuổi theo giết người này, sau cùng kết quả đều là một chút tin tức cũng không có. Vốn là bọn họ tất nhiên sẽ tiếp tục truy cứu, nhưng là tỉnh Chiết Giang gần đây ra nhiều như vậy sự việc, bọn họ cơ hồ đem điều này Ninh Ba thiếu niên quên. Nhưng là cái này Diệp Thần chính là cái đó để cho tỉnh Chiết Giang vô số thế lực văn gió mất phía thợ săn. Hắn có thực lực này sao? Đánh chết viên cảnh phúc vậy chỉ có thể nói rõ đối phương ở Hoa Hạ Tông Sư bảng 300-400 tên. Loại này thực lực căn bản không giết được Đường Hải Trầm, càng không diệt được Ô Gia. Trên mặt mọi người tất cả đều là vẻ nghi hoặc, căn bản không tin cái này kêu Diệp Thần thiếu niên sẽ có bản lãnh lớn như vậy. Đường Ngạo con người cũng có trước đó chưa từng có ngưng trọng, chất vấn, người như thế nào chắc chắn. Theo ta biết, người này thực lực hẳn làm không được dưới mắt những chuyện này. Sở Thục Nhiên đã sớm biết đám người này không tin. Đừng nói đám người này, liền liền nàng ban đầu thấy tờ này hình bóng cũng là không tin. Diệp Thần mặc dù rất mạnh, nhưng là không thể nào mạnh đến mảnh đất này bước. Nhưng mà nàng đã từng điều tra qua Diệp Thần. Càng ở Ninh Ba đánh vô số tấm Diệp Thần tấm ảnh. Nàng mãnh từ trong túi sách cầm ra một chồng tấm ảnh, đưa cho Đường Ngạo, Đường hội trưởng nếu như không tin, xem tờ này tấm ảnh liền biết. Đường Ngạo nhận lấy tấm ảnh, không một ngoại lệ, đều là một ít hình bóng. Quỷ dị chính là trong hình bóng bất kể là khí chất vẫn là vóc người đều cùng thợ săn giống nhau như đúc. Một cổ vô hình tức giận ở Đường Ngạo quanh thân cuộn sạch. Sở Thục Nhiên lại là theo bản năng lui về phía sau mấy bước, rất là khó chịu. Bót! Đường Ngạo một quyền đập vào bàn họp trên. Ngay tức thì một tiếng vang thật lớn, bàn đánh sập, hóa là vô số bột. Hắn vậy con người hóa là một mảnh màu máu, gầm hét lên, tất cả mọi người cho ta đi tìm. Đào ba thước, cũng phải đem Diệp Thần tên tiểu súc sinh này tìm ra. Ta Đường Ngạo muốn chém đầu hắn. Sở Thục Nhiên thấy một màn này. Khóe miệng phác họa một đạo nụ cười, Diệp Thần, nếu ngươi đối với ta Sở gia thấy chết mà không cứu, vậy ngươi cũng đừng nghĩ sống, ta ngược lại là phải xem tỉnh Chiết Giang Đường Ngạo tức giận, ngươi có thể chịu đựng bao nhiêu. Tất cả mọi người đều không có chú ý tới, phòng họp Mã Vĩ Kỳ sắc mặt quỷ dị đến mức tận cùng, hắn nắm chặt điện thoại trong tay, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Tỉnh Chiết Giang, khu biệt thự Minh Thúy. Diệp Thần đang ở bên trong phòng tu luyện. Đột nhiên điện thoại di động reo. Hắn mở mắt ra, năm ngón tay nắm chặt, điện thoại di động liền xuất hiện ở bên trong tay hắn. Alo, mới vừa tiếp điện thoại, đầu kia liền truyền đến một đạo thanh âm dồn dập. Diệp tiên sinh, xảy ra chuyện lớn, thiên đại chuyện, Đường Ngạo đã phát hiện ngươi là thợ săn. Hắn đã vận dụng toàn bộ lực lượng đi tìm ngài, một khi bị tìm được, Diệp tiên sinh ngài liền nguy hiểm à. Tỉnh Chiết Giang hoàn toàn thời tiết thay đổi, ngài là thợ săn tin tức lập tức phải truyền ra. Đến lúc đó Diệp tiên sinh tất nhiên chắp cánh khó khăn bay à. Mau, thừa dịp bây giờ phần lớn người không có phản ứng kịp, Diệp tiên sinh đi mau. Mã Vĩ Kỳ thanh âm rất là vội vàng, hắn thật rất lo lắng Diệp Thần an nguy. Nghe xong những lời này,
Diệp Thần lại không có một tia phản ứng, chẳng qua là nhàn nhạt nói, biết. Bên đầu điện thoại kia Mã Vĩ Kỳ ngẩn ra, vội vàng nói, Diệp tiên sinh, đây không phải là trò đùa à. Tình trạng của ngài bây giờ cơ hồ là theo toàn bộ tỉnh Chiết Giang võ đạo giới là địch à. Đến lúc đó tất nhiên tất cả cao thủ cũng biết tràn vào biệt thự ngươi à. Diệp Thần không có chút nào để ý tới, ngược lại tốt ngạc nhiên nói, ta thật là tò mò, Đường Ngạo là như thế nào phát hiện ta. Mã Vĩ Kỳ vội vàng nói, ngay vừa mới rồi, võ đạo hiệp sẽ đến một cái kêu là Sở Thục Nhiên người phụ nữ. Không biết tại sao, trên tay nàng nắm giữ thật là nhiều tấm Diệp tiên sinh tấm ảnh, bởi vì lập công, nàng bây giờ thậm chí trở thành Đường Ngạo con gái nuôi. Ở tỉnh Chiết Giang cơ hồ có thể xông pha à. Diệp Thần con người hiện lên một tia sát ý. Lần trước trọng thương cô gái này, đối phương lại còn chưa tỉnh ngộ. Hắn nguyên tắc, không thích giết tay trói gà không chặt người phụ nữ, nhưng là bây giờ, hắn thay đổi chủ ý. Sở Thục Nhiên, hẳn phải chết, hơn nữa sẽ chết rất thảm. Bất quá mặt khác, hắn cũng nên thật tốt cảm ơn Sở Thục Nhiên, nàng đốt lần này chè chén say xưa. Săn giết trò chơi, chính thức bắt đầu. Điện thoại cúp. Dưới lầu truyền đến Tôn Di thanh âm, để cho hắn đi xuống ăn cơm. Diệp Thần rất rõ ràng, lấy Đường Ngạo tính cách, rất có thể sẽ đối với người bên cạnh hắn động thủ trước. Mặc dù hắn có năng lực tru diệt Đường Ngạo, nhưng là Tôn Di và Hạ Nhược Tuyết nhưng là hắn một đạo xương sườn mềm. Hạ Nhược Tuyết trước mắt không có ở đây tỉnh Chiết Giang, tất nhiên ảnh hưởng đến không tới. Nhưng là Tôn Di thì phiền toái, hắn không thể nào mang Tôn Di giết tới Đường ra. Ngay tại lúc này, Diệp Lăng Thiên điện thoại gọi lại. Điện chủ, ngài là thợ săn tin tức đã ở tỉnh Chiết Giang truyền ra, điện chủ bây giờ cơ hồ cùng toàn bộ tỉnh Chiết Giang võ đạo giới là địch. Có cần hay không ám điện ra tay, ta đã phái xe tới, đại khái 3 phút sau đó liền đến khu biệt thự Minh Thúy. Được. Diệp Thần không có cự tuyệt, dưới mắt, đem Tôn Di mang tới cao ốc Tiềm Long không thể nghi ngờ là biện pháp an toàn nhất. Cùng hết thảy ổn định. Hắn cũng nên mang lớn nhất lễ vật đi gặp Đường Ngạo. Tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội hội trưởng, tỉnh Chiết Giang cao cấp cường giả. Hừ, ta sẽ để cho ngươi rõ ràng, ngươi đắc tội là dạng gì kinh khủng tồn tại. Đi xuống lầu, phòng bếp Tôn Di mới vừa muốn nói chuyện, Diệp Thần liền bắt được tay nàng, mở miệng nói, cái này 2 ngày, ta mang ngươi đi cái địa phương, ngươi muốn ở bên trong nán lại 2 ngày, 2 ngày sau đó, ta tới đón ngươi hồi biệt thự, ngươi nguyện ý không? Đừng hỏi phát sinh cái gì, ta hướng người bảo đảm, 2 ngày sau, không người nào dám động tập đoàn Thiên Chính. Càng không người nào dám động ngươi. Tôn Di nhìn chằm chằm Diệp Thần nghiêm túc trong mắt, một màn này giống như đã từng quen biết, đã từng ở Ninh Ba, bọn họ bị người đuổi giết thời điểm, Diệp Thần cũng đã nói lời tương tự. Nàng biết, tỉnh Chiết Giang xảy ra chuyện lớn. Một cái đàn bà thông minh vào lúc này tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều, nàng gật đầu một cái, được. Ta nguyện ý. Đi. Diệp Thần kéo Tôn Di tay, đi ngoài cửa, một chiếc Bentley xe nhỏ vững vàng ngừng ở bên ngoài. Chỗ điều khiển xuống một cái hơi thở kinh khủng ám điện cường giả, hắn chủ động mở ra chỗ phía sau cửa, cung kính nói, điện chủ, Tôn Tiểu Thư, mời. Được. Xe rất nhanh liền lái rời khu biệt thự Minh Thúy. Diệp Thần lạnh như băng con ngươi nhìn về phía ngoài cửa xe, khóe miệng phác họa một đạo rét lạnh độ cong. Nhàn nhạt nói. Tỉnh Chiết Giang võ đạo giới. Như võ đạo giới thua ta, ta Diệp Thần nguyện thí hết sức người trong thiên hạ. Ngày hôm nay nhận được thông báo, quyển sách này muốn lên kệ, cũng chính là ý nghĩa muốn thu lệ phí. Có thể rất nhiều bạn đọc sẽ yên lặng rời đi, ủng hộ lâu như vậy, đột nhiên rời đi, bỏ mặc nói thế nào gió sẽ cười cũng phải cảm tạ mọi người, thật cảm ơn. Có thể có người sẽ nói, ngươi có thể một mực miễn phí nha. Nhưng là quyển sách này và trang web ký hợp đồng, không có cách nào. Tác giả không có quyền lợi can thiệp cái gì, đây là trang web đưa vào hoạt động, ban đầu viết ở trong hợp đồng mặt. Hơn nữa ta cũng muốn sinh hoạt cũng muốn ăn cơm, giống vậy không có cách nào. Chỉ có bảo đảm sinh hoạt, mới có tinh lực viết ra mọi người thích kịch bản. Quyển sách này mỗi một cái kịch bản, đều là ta nhận nghiêm túc thật đi tính toán. Viết xong, ta biết sửa đổi 2 lần. Tranh thủ lỗi tránh tả tối thiểu. Quanh đi quẩn lại chương 1 muốn 2 tiếng cỡ đó, chí ít. Trên căn bản mỗi ngày tốn ở viết sách muốn 10 mấy giờ.
không có công tác, đây chính là ta duy nhất nguồn kinh tế. Ăn xong mấy ngày phao diện, gió sẽ cười vậy hy vọng có thể ăn khá một chút, còn có động lực đi viết. Viết sách thật rất mệt mỏi, nhưng là ta thích công việc này. Xem quyển sách này mỗi ngày cũng chỉ mấy mao tiền. Đối với mọi người mà nói không coi vào đâu, nhưng là đối với ta lại nói nhưng là một bữa cơm. Quyển sách này phía sau tinh không xuất sắc. Ta dám bảo đảm tuyệt đối xuất sắc. Đường Ngạo, Tần gia, Kinh Thành Long gia sẽ làm như thế nào? Diệp Thần thân thế lại là như thế nào? Hoa Hạ Tông sư bảng đầu tiên là ai? Côn Lôn hư bên trong là như thế nào? Luân hồi mộ địa bí mật. Vậy 100 vị thượng cổ đại năng sẽ mang Diệp Thần đi về phía nơi nào? Tiếp theo tuyệt đối thoải mái. Để cho mọi người xem nhiệt huyết sôi trào. Không nói nhiều nói, hy vọng mọi người nhiều hơn giúp đỡ bản chính. Trưng bày sau ổn định chương 5 trở lên tuyên bố, nếu như đặt nhiều người, ta cũng sẽ nhiều cập nhật, sẽ thường xuyên bùng nổ. Viết sách thật rất không dễ dàng, muốn khen thưởng bạn đọc cũng không cần khen thưởng, trực tiếp đặt toàn bản là tốt, vô cùng cảm kích. Ngày mai 12 giờ trưa sau đó, ta sẽ chính thức truyền lên VIP chương tiết, ngày mai sẽ bảo đảm để bùng nổ 10 chương. Nếu như ủng hộ nhiều người, có thể sẽ bùng nổ nhiều hơn. Bắt đầu từ bây giờ, ta gõ chữ đến ngày mai buổi trưa 12 giờ, tận lực để cho mọi người xem thoải mái. Không nói nhiều nói, gõ chữ đi. Ô gia mặc dù sa sút, không thể và Tần gia như nhau. Nhưng là lạc đà gầy lớn so với ngựa à. Dõi mắt toàn bộ tỉnh Chiết Giang, ai dám động Ô gia? Ai dám chém chết Đường Ngạo nhi tử? Chỉ có Diệp Thần à. Xem ra vẫn là hắn kiến thức không đủ, ánh mắt thiển cận chút. Hỏi ngươi nói, chẳng lẽ ngươi điếc sao? Ông già lạnh lùng nói. Hạ Hoàng Nghiệp rồi mới từ trong suy nghĩ kịp phản ứng, vội vàng nói, đại nhân, ta biết. À, vậy ngươi có biết người này bây giờ đi nơi nào? Lão kia người trong mắt thoáng qua ngạc nhiên mừng rỡ, như Diệp Thần bị hắn bắt, hắn cũng có thể đi Đường Ngạo trước mặt lĩnh công. Cái này ta thật không biết, ta đối với người này một mực khinh thường, quan hệ lại không tốt, làm sao biết loại chuyện này đâu. Cho dù biết, ta nhất định sẽ chủ động nói ra. Ông già trên mặt lại cắt chuyển ra một bộ tức giận, hóa ra mình là không vui một chàng. Hừ, ta nghe nói người này và nữ nhi ngươi quan hệ không cạn, con gái ngươi đâu? Để cho nàng đi ra gặp ta, ông già quát lên. Hạ Hoàng Nghiệp liền vội vàng giải thích, tiểu nữ và nàng mẫu thân mấy ngày trước đi ngay nhà bà ngoại, vẫn chưa về, coi như muốn chạy tới, cũng phải chút thời gian. Ông già trên mặt có chút không vui, cái này ta bỏ mặc, ta ngày hôm nay liền muốn gặp được nữ nhi ngươi, nếu không hậu quả ngươi không gánh nổi. Hạ Hoàng Nghiệp suy nghĩ một chút, liền nói, vị đại nhân này, tiểu nữ mặc dù là người Hạ gia, nhưng cũng là võ đạo gia tộc Tần gia Tần Chính Dương vị hôn thê. Nàng làm sao sẽ cùng cái này Diệp Thần có liên hệ gì đâu. Ông già nghe được Tần gia và Tần Chính Dương cái này hai chữ, con ngươi có giúp một cái. Sau đó một phất ống tay áo liền nói, nguyên lai là người mình, đã như vậy, ta liền không quấy rầy, nhưng là nếu như ngươi có bất kỳ Diệp Thần tin tức, phải lập tức thông báo tỉnh Chiết Giang Võ Đạo Hiệp Hội. Tần gia hắn nhưng mà không đắc tội nổi. Nhất định nhất định. Hạ Hoàng Nghiệp vội vàng khom lưng đem mấy vị này cường giả đưa ra ngoài. Hắn mặc dù ở tỉnh Chiết Giang tài sản thông trời, nhưng là ở võ đạo cường giả trước mặt. Sống chết chẳng qua là đối phương thời gian vừa niệm sự việc. Hắn tự nhiên không dám đắc tội. Cùng lúc đó, Chu gia đại viện. Hôm nay Chu Nhã một bộ trắng phao lộ vai váy đầm dài, xinh đẹp xương quai xanh như ẩn như hiện, váy y liệu bạch được tựa như tiên y, hơi sáng lên, liền giống cánh thiên thần, nhưng một chút cũng không bại lộ. Váy vạt áo là từ thấp đến cao đường vòng cung, yêu nhã nhỏ oành đứng lên. Lộ ra Chu Nhã cặp kia như ngọc vậy trắng noãn đùi đẹp thon dài, chéo quần khâu đầy lấm tấm kim cương, thoáng như vô số xinh đẹp thần lộ. Bộc bố trí vậy mái tóc dài tán trên bờ vai, một tia sợi tóc lại là ở trước ngực bán cầu lởn vởn, thế gian không mấy cái người đàn ông có thể dưới tình huống này còn có thể cầm giữ ở. Nhưng là giờ phút này, mỹ nữ như thế, con ngươi lại có một tia sâu đậm sợ hãi và kinh hãi. Nàng điện thoại di động lên hiện lên một bản tấm ảnh. Mà tấm ảnh trên chàng trai, chính là Diệp Thần. Diệp Thần, thợ săn. Giờ phút này Chu Nhã ngực không ngừng phập phồng, gợn sóng vĩ đại.
Nguyên lai là ngươi diệt Ô gia, thậm chí còn dám chặt đứt đường Ngạo vậy bảo bối đầu của con trai Lô. Ngươi điên rồi sao? Trong óc nàng không ngừng hiện ra Diệp Thần ban đầu tiếp lấy đạn súng bắn tỉa hình ảnh, thậm chí còn có câu kia cái gọi là không đáng giá một đồng. Nàng nguyên bản lấy là Diệp Thần chẳng qua là cao ngạo thôi. Bây giờ nhìn lại, cái này Diệp Thần thật là cuồng không có bờ bến. Giống như liền tỉnh chiết giang võ đạo giới, cũng không vào được pháp nhãn của hắn. Diệp Thần à Diệp Thần, người cuồng vọng vốn rốt cuộc là cái gì? Chính là vậy biến mất 5 năm, thời gian 5 năm có thể làm gì? Chu Nhã lẩm bẩm nói. Ngay tại lúc này, một người trung niên nam tử đẩy cửa ra. Chính là tỉnh chiết giang Chu gia gia chủ đương thời Chu Vấn Thiên. Vậy đều là tiểu bối gặp trưởng bối, nhưng là giờ khắc này ở nhà này, ngược lại là Chu Vấn Thiên tới gặp Chu Nhã. Quỷ dị hơn chuyện xảy ra, Chu Vấn Thiên, Chu gia gia chủ, lại quỳ ở Chu Nhã trước mặt. Một màn này nếu như bị Chu gia con em thấy, tất nhiên kinh điệu tan việc. Tiểu thư, ngài tìm ta. Chu Vấn Thiên cung kính nói. Hắn rất rõ ràng, Chu Nhã thân phận không có ngoại giới nói đơn giản như vậy, ở trong mắt ngoại nhân. Chu Nhã có thể chẳng qua là Chu gia một thành viên. Nhưng là ở hắn trong mắt, Chu Nhã chính là cao cao tại thượng tồn tại. Chu Nhã gật đầu một cái, mở miệng nói, phá hiên kiếm tung tích, ta đã tìm được, ở trong tay Diệp Thần. Chu Vấn Thiên hơi biến sắc mặt, kinh hô, phá hiên vấn thế. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, hỏi, Diệp Thần. Cái này Diệp Thần nhưng mà ngày hôm nay truyền tỉnh chiết giang mưa gió cái đó thợ săn. Chính là hắn, Chu Nhã gật đầu nói, nếu như tỉnh chiết giang Chu gia vận dụng hết thảy thủ đoạn bảo vệ người này, có mấy thành chắc chắn. Nghe được đến những lời này, Chu Vấn Thiên chán nhíu lại, sau đó liền nói, 70%, đường Ngạo ân sư kiếm liền đã từng là Chu gia ta chế tạo, nếu như đường Ngạo kiêng kỵ sư phó hắn nói, phỏng đoán có thể bảo vệ Diệp Thần, chỉ bất quá cứ như vậy, đường gia và chúng ta Chu gia liền đối nghịch. Đảm bảo Diệp Thần. Dưới mắt không phải cử chỉ sáng suốt à. Chu Vấn Thiên tận tình khuyên nhủ, hắn là không tán thành biện pháp này. Chu Nhã hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói, nhìn như không sáng suốt, nhưng là vì phá hiên kiếm, đáng. Ngươi hẳn rất rõ ràng phá hiên kiếm nhà chúng ta tộc ý vị như thế nào. Dưới mắt liền xem cái này Diệp Thần có chịu hay không đón nhận, bất quá, ta phỏng đoán hắn cũng không dám cự tuyệt. Hắn bây giờ cơ hồ đắc tội tỉnh chiết giang phần lớn thế lực, lần này muốn phải sống sót, trừ dựa vào Chu gia ta, chớ không có cách nào khác. Tỉnh chiết giang động đất, có thể thật muốn làm cho cả tỉnh chiết giang tẩy bài. Nhưng là chuyện này ảnh hưởng không đơn thuần là tỉnh chiết giang. Kinh thành một nơi u tĩnh đại viện. Giang kiếm phong giam trong mắt, cả nhà cũng phun trào ra cực mạnh linh khí. Vô số linh khí chui vào giang kiếm phong trong thân thể. Hắn lỗ chân lông khuếch trương, cả người tản ra một tia kim quang. Đột nhiên, hắn con người mở ra, một trường vỗ ra. Chỉ một vỗ vào không khí trên. Một cổ khí sơ sắc tiêu điều tràn ngập toàn trường. Không khí tựa như đều bị hắn xé vậy, cách hắn 10 mét xa một tảng đá lớn ầm ầm văng tung tóe. Cách không oanh rách đá lớn, có thể rất nhiều người làm đến. Nhưng là vậy bên trong nhà đá lớn cũng không phải là đá bình thường. Mà là viêm linh thạch. Bền chắc không thể gãy. Dõi mắt toàn bộ hoa hạ võ đạo giới, có thể đánh nát đá này có mấy người. Giang kiếm phong chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí, đối với một kích này rất là hài lòng. Nếu như không phải là lão gia tử cho ta liên tục không ngừng những thiên tài địa bảo kia, nói không chừng ta bây giờ còn dừng lại ở cái cảnh giới kia. Hoa hạ tông sư bảng thứ 9 hạng, cũng nên đề ra. Ngay tại lúc này, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào, Giang Kiếm Phong hai tay chắp sau lưng, một cổ cao cao tại thượng khí chất dược nhiên mà sống. Cửa phòng bị một cái gầy gò nam tử đẩy ra. Giang Kiếm Phong lãnh đạm nhìn lướt qua đối phương, nói thế nào, không phải để cho ngươi trông nom tỉnh chiết giang sao. Gầy gò nam tử cầm trong tay máy tính bảng đưa tới, khải bẩm Giang tiên sinh, tỉnh chiết giang xảy ra chuyện lớn. Giang Kiếm Phong hừ lạnh một tiếng, tỉnh chiết giang xảy ra chuyện cùng ta có quan hệ gì đâu. Cũng không phải là kinh thành. Gầy gò nam tử tiếp tục nói, Giang tiên sinh không phải để cho ta một mực lưu ý nhiệt chủng kia sao? Chuyện này và thằng nhóc kia có liên quan,
À, Giang Kiếm Phong tới một chút hứng thú, nhận lấy máy tính bảng, nhìn lướt qua, con người có cái gì không đúng. Gầy gò nam tử giải thích, mấy ngày nay, tỉnh Chiết Giang thế cục khá là hỗn loạn, tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội Đường Ngạo Nhi tử bị một vị kêu thợ săn tồn tại chém chết, không chỉ như vậy, tỉnh Chiết Giang Ô gia cũng bị thợ săn diệt môn. Càng quỷ dị hơn là, cái này thợ săn chính là nghiệt chủng kia. Cái gì? Giang Kiếm Phong trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Hắn đúng là tiên đoán người này không sống được quá lâu, lại không nghĩ rằng, mấy ngày ngắn ngủi lại chọc ra liền cái này thiên đại cái giỏ. Mấu chốt người này có thực lực này sao? Thậm chí còn diệt tỉnh Chiết Giang một cái võ đạo gia tộc. Ninh Ba người thứ nhất chẳng lẽ muốn ngồi lên tỉnh Chiết Giang người thứ nhất vị trí? Giang tiên sinh, người này làm sự việc mặc dù đối với tỉnh Chiết Giang mà nói kinh thế hãi tục, nhưng là phỏng đoán không sống qua hai ngày, hắn cũng sẽ bị Đường Ngạo tự mình lau đi. Đường Ngạo ngày mốt chính là 60 đại thọ, mời tỉnh Chiết Giang rất nhiều võ đạo cường giả, hắn xuống tử mệnh lệnh, 60 đại thọ trước nhất định phải thấy cái này Diệp Thần đầu người. Giang Kiếm Phong con người có kiểu khác thần thái, người này mặc dù là Giang Nữ Dung và người khác sinh hạ nghiệt chủng, nhưng là trên người hắn giàu gì có chút Giang gia huyết mạch, hẳn không như vậy dễ dàng chết hiểu. Gầy gò nam tử ngẩn ra, thử dò xét nói, có cần hay không ta ra tay. Giang Kiếm Phong lắc đầu một cái, không cần ra tay, một con kiến hôi mà thôi, ngươi giúp ta lưu ý tỉnh Chiết Giang sự việc là đủ rồi, tốt lắm, ngươi lui ra. Giang Kiếm Phong như có điều suy nghĩ, rồi sau đó khóe miệng lại là phác họa dậy nụ cười quỷ dị. Dòng dã một ngày thời gian, Đường Ngạo cơ hồ vận dụng tất cả lực lượng, tìm tòi toàn bộ tỉnh Chiết Giang bất kỳ có thể địa phương. Nhưng là vẫn không có Diệp Thần tin tức. Diệp Thần giống như đột nhiên nhân gian bốc hơi vậy. Vốn lấy là biết Diệp Thần bên ngoài, so sánh quản chế, là có thể có phát hiện. Nhưng là chẳng biết tại sao, chính là không có tin tức gì. Đường Ngạo cơ hồ muốn điên. Bót! Tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội lại một cái bàn vỡ vụn ra. Hiệp hội thậm chí củng cố bàn, cũng vô ích. Mấy ngày nay, cơ hồ một ngày muốn đổi hai cái bàn, có thể gặp Đường Ngạo có bao nhiêu tức giận. Cái này Diệp Thần chẳng lẽ còn sẽ bay lên trời chui xuống đất sao? Toàn bộ tỉnh Chiết Giang lục soát khắp cũng không tìm được. Con mẹ nó, đùa gì thế? Đường Ngạo gầm hét lên. Hắn tức giận là có nguyên nhân, ngày mai sẽ là hắn 60 đại thọ. Nhưng là đối phương rõ ràng ở tỉnh Chiết Giang, chính là không tìm được. Cái này mẹ hắn không phải lộ vẻ hắn bất lực. Trần chuồng đánh mặt à. Sự việc gây lớn như vậy, cái này thợ săn Diệp Thần lại vẫn ở bên ngoài ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật, cái này làm cho hắn hướng người võ đạo giới nói thế nào đời. Ngay tại lúc này, một cái võ đạo hiệp hội phó hội trưởng đứng lên, Đường hội trưởng, thật ra thì có mấy cái địa phương chúng ta không có tìm tòi, ví dụ như tỉnh Chiết Giang một ít cao cấp võ đạo gia tộc, một ít kiêng kỵ thế lực. Lại ví dụ như cao ốc Tiềm Long, Vạn Phúc Thành. Những chỗ này có khả năng rất nhỏ, nhưng là cũng không đại biểu không thể nào à. Nghe được câu này, Đường Ngạo rơi vào trầm tư, đối phương nói có đạo lý. Người này khùng như vậy nhất định là có đạo lý của hắn, nhưng là đi tìm tòi những chỗ này, vậy không thiết thực. Chọc giận những cái kia tồn tại, hắn Đường Ngạo cũng sẽ có chút phiền toái. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì? Hỏi, thằng nhóc này phụ mẫu chết, chẳng lẽ hắn bên người không có gì người trọng yếu? Sở Thục Nhiên một mực ở bên cạnh nghe được chuyện này, nàng vội vàng đứng dậy, cha nuôi, chuyện này ta rõ ràng. Đường Ngạo con người vui mừng, đối với cái này con gái nuôi hắn hay là vui mừng, mặc dù sanh ở Ninh Ba, nhưng là đầu óc tốt khiến cho, mấu chốt đối phương rõ ràng Diệp Thần. Ngươi nói, Sở Thục Nhiên gật đầu một cái, nghiêm túc nói. Diệp Thần người này tính cách rất lạnh, bạn hắn rất ít, nhưng là chân chính hắn quan tâm hẳn liền mấy cái. Tôn Di, xếp vị thứ nhất. Cô gái này và Diệp Thần quan hệ không cạn, thậm chí có thể là bạn bè trai gái, nhưng là bây giờ Tôn Di vậy không giải thích được mất tích, hẳn là bị Diệp Thần bảo vệ. Trừ Tôn Di, còn có người một nhà và Diệp Thần quan hệ vậy rất tốt, nếu như có thể đem người một nhà cướp tới, nói không chừng là có thể dẫn vậy Diệp Thần đi ra. Người một nhà ở Ninh Ba kinh doanh một nhà tiệm thịt nướng, là một đôi vợ chồng, không có tiền gì, nhưng là năm đó Diệp Thần thời điểm khó khăn, hẳn giúp qua.
Bọn họ còn có một cái nhi tử, ở Giang Bắc đi học đại học, ta nghe nói bọn họ nhi tử ban đầu bị một cái phú đệ nhị khi dễ, Diệp Thần trực tiếp nổ tung. Có thể gặp tên này ở Diệp Thần trong lòng trọng yếu bực nào. Trừ cái này ra, Diệp Thần dưới cờ có một nhà tập đoàn Thiên Chính, tập đoàn Thiên Chính một vị quản lý cao cấp Thẩm Hải Hoa và Diệp Thần không đơn thuần là thuộc hạ quan hệ, trước kia rất là mật thiết. Cái này bốn người hẳn là duy nhất có thể vào Diệp Thần mắt tồn tại, bắt những người này, tất có thể dụ rắn ra khỏi hang. Đường Ngạo tại chỗ đánh nhịp, đối với Sở Thục Nhiên nói, Thục như vậy, người quen thuộc Ninh Ba, ta lệnh ngươi ngày mai tiệc mừng thọ bắt đầu trước đem cái này bốn người mang tới tỉnh Chiết Giang. Tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội cường giả ngươi có thể tùy ý điều động. Cha nuôi. Giờ khắc này, Sở Thục Nhiên khóe miệng phác họa một đạo nụ cười, nàng thích loại này nắm quyền trong tay lợi cảm giác. Quá đã. Vừa nghĩ tới mình lần này hồi Ninh Ba, mang nhiều cường giả như vậy, đến lúc đó ai dám không phục. Mạnh gia điều không phải muốn đối phó Sở gia sao. Lần này liền thừa dịp đem Mạnh gia vậy từ Ninh Ba lao đi. Nàng Sở Thục Nhiên phải nói cho Ninh Ba tất cả mọi người, người nào mới thật sự là Ninh Ba người thứ nhất. Đường Ngạo nói tiếng nói hiển nhiên không có kết thúc, hắn nhìn về phía một vị ông già, hỏi, ngày mai tiệc mừng thọ an xếp hàng ở nơi đó. Ông già cung kính nói, hội trưởng, ở khách sạn Gia Phúc Sảnh Đế Vương. Đường Ngạo con ngươi lóe lên một tia lãnh ý, lại hỏi, ta nhớ được Ninh Ba Vân Hồ Sơn Trang xảy ra chuyện sau này. Đám người kia lại đang tỉnh Chiết Giang xây một cái Vân Hồ Sơn Trang. Nhưng có chuyện này. Ông già suy nghĩ một chút, gật đầu nói, thật có chuyện này, bất quá bởi vì Ninh Ba sự việc, nơi đó làm ăn không tính là quá tốt. Đường Ngạo khóe miệng lộ ra lau một cái rét lạnh nụ cười, hủy bỏ khách sạn Gia Phúc, lần này tiệc mừng thọ cho ta an bài ở tỉnh Chiết Giang Vân Hồ Sơn Trang. 5 năm trước, thằng nhóc kia ở Vân Hồ Sơn Trang mất đi phụ mẫu. 5 năm sau đó, ta muốn thằng nhóc kia lần nữa ở Vân Hồ Sơn Trang chính mắt làm chứng người bên người chết đi. Ha ha ha! Toàn bộ phòng họp chỉ có Đường Ngạo âm u tiếng cười. Buổi sáng ngày thứ hai, Diệp Thần từ trong tu luyện tỉnh lại, chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí. Hắn nhìn một cái điện thoại di động, không có bất kỳ biểu hiện. Diệp Lăng Thiên vì phòng ngừa bị người xác định vị trí theo dõi, ở chỗ này che giấu hết thảy tín hiệu. Nhưng là không biết tại sao, Diệp Thần trong lòng tổng có cái gì không đúng cảm giác, hắn mí mắt từ buổi sáng bắt đầu liền một mực đang nhảy. Chẳng lẽ xảy ra chuyện? Hắn trực tiếp tìm được Diệp Lăng Thiên, hỏi ta nếu như muốn gọi điện thoại, có thể đi nơi nào? Điện chủ, mời theo ta tới. Diệp Lăng Thiên đem Diệp Thần dẫn tới một gian phòng đặc biệt, trong phòng có một cú điện thoại. Điện thoại nối liền nhiều máy vi tính, có chút quỷ dị. Điện chủ, dùng cú điện thoại này là an toàn nhất. Được. Diệp Thần trực tiếp gọi cho Mã Vĩ Kỳ điện thoại, muốn hỏi một câu tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội sự việc. Này, ngươi là, bên đầu điện thoại kia truyền tới nghi ngờ là thanh âm. Ta là Diệp Thần. Nghe được cái này thanh âm, Mã Vĩ Kỳ mặt liền biến sắc, vội vàng đi tới một nơi yên lặng đất. Sau đó, mới nghiêm túc nói, Diệp Thiên Sinh, ngươi cuối cùng liên lạc với. Xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì? Diệp Thần cau mày, hỏi. Chuyện thứ nhất, Đường Ngạo đem 60 đại thọ địa điểm sửa lại, ở tỉnh Chiết Giang Vân Hồ Sơn Trang. Nghe được Vân Hồ Sơn Trang cái này bốn chữ, Diệp Thần trong mắt sinh ra một tia sát ý lạnh như băng. Vân Hồ Sơn Trang không phải ở Ninh Ba sao? Diệp Thiên Sinh, Ninh Ba Vân Hồ Sơn Trang đã sớm không mở, đám người kia ở tỉnh Chiết Giang xúi dục liền một cái. Đường Ngạo đem địa điểm thiết lập ở chỗ này, chính là vì chọc giận Diệp Thiên Sinh ngài à. Nơi này đã mai phục trùng trùng cao thủ, ngài có thể dù sao cũng đừng tới à. Diệp Thần không nói gì, trên mình cuốn lên tức giận, nói chuyện thứ hai là cái gì. Cái đó gọi Sở Thục Nhiên người phụ nữ, sáng sớm liền mang theo mấy vị tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội cường giả đi Ninh Ba. Đi Ninh Ba dính ta chuyện gì? Diệp Thần giọng rất là lãnh đạm. Sở Thục Nhiên nhất định là phải chết, nhưng là dưới mắt hắn trước phải động Đường Ngạo. Loại này con kiến hôi còn không đáng hắn ra tay. Mã Vĩ Kỳ do dự mấy giây, đột nhiên mở miệng nói, bọn họ nói phải đi Ninh Ba tìm Thẩm Hải Hoa cùng với cái gì nướng người một nhà. Bành! Nghe được câu này,
Diệp Thần một quyền trực tiếp nện ở vách tường trên. Cơ hồ ngay tức thì, vách tường liền bị đập ra một cái lỗ thủng to. Liền liền bên cạnh Diệp Lăng Thiên cũng bị giật mình. Điện chủ, lời còn chưa nói hết, Diệp Thần liền xoay người lại, quanh thân ngưng tụ một cổ cực mạnh sát khí. Hắn nghìn tính vạn tính, căn bản coi là không tới Sở Thục Nhiên sẽ đi động vậy người một nhà cùng với Thẩm Hải Hoa. Tự tìm cái chết. Diệp Lăng Thiên, lập tức cho ta an bài máy bay tư nhân, ta phải lấy nhanh nhất tốc độ đến Ninh Ba. Ninh Ba, tập đoàn Thiên Chính. Diệp Thần xuống máy bay, cơ hồ cấp tốc chạy như điên tới. Làm hắn đi tới tập đoàn Thiên Chính, liền phát hiện, tập đoàn Thiên Chính cửa trực tiếp bị đánh bể. Hiển nhiên là cổ võ giả nơi là. Không chỉ như vậy, trước cửa tất cả đều là máu tươi. Đỏ bừng máu tươi. Diệp Thần dưới chân Thương Long Huyễn Thân Quyết ngưng tụ, trực tiếp tràn vào trong đó. Ngay tức thì trên đất nằm gần 20 cái tập đoàn Thiên Chính an ninh. Những người này thực lực mặc dù không tệ, nhưng là ở tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội cường giả trong mắt, căn bản không đủ xem à. Có vài người thậm chí bị vặn gãy tay. Vô cùng tàn nhẫn. Cũng may phần lớn người đều nằm trên đất rên rỉ, tạm thời không có phát hiện nhân viên chết. Những người đó hiển nhiên cũng là chú ý tới Diệp Thần, trên mặt có chút ngạc nhiên mừng rỡ, vội vàng nói, Diệp tiên sinh. Diệp Thần một bước bước ra, đi tới một người trong đó trước mặt, hỏi Thẩm Tổng đâu. Người nọ trong mắt đều là xấu hổ, nói, Thẩm Tổng nửa giờ trước bị người mang đi. Là chúng ta bất lực. Diệp Thần lửa giận trong lòng hoàn toàn bùng nổ. Vẫn là tới trễ. Hắn trực tiếp hướng bên ngoài xông ra ngoài, trong tay bắn ra 20 viên đan dược. Ăn vào đan dược, mình chữa thương. Lời nói mới vừa nói xong, hắn liền một bước bước đến một chiếc cấp tốc xe gắn máy trên. Ở Ninh Ba, muốn so với tốc độ, đây không thể nghi ngờ là nhanh nhất lựa chọn. Đồng thời, Diệp Thần bấm lôi thụ vĩ điện thoại, xác định vị trí ta tọa độ. Từ tập đoàn Thiên Chính đến Tây Lâm làm một số 4, ta hy vọng không có bất kỳ chướng ngại nào. Rõ ràng. Oanh. Cường đại tiếng nổ vang lên. Làm Diệp Thần lái đến thứ nhất đèn xanh đèn đỏ nháy mắt, vốn là đèn đỏ lại biến thành đèn xanh. Mô tô cơ hồ trở thành một đạo tàn ảnh liền xông ra ngoài. Tây Lâm làm một số 4. Làm Diệp Thần chạy tới Uông Thúc và Trương Di cửa hàng mặt tiền lúc đó, như cũ chậm. Toàn bộ cửa hàng thủy tinh, phòng bếp, bàn ghế toàn bộ vỡ vụn. Đầy nhà bừa bãi. Không có một nơi có thể hạ chân. Thậm chí lên cũng có một vũng máu tươi, vô cùng nồng đậm. CMN. Diệp Thần thật không nhịn được văng tục, trong mắt hắn đều là tia máu, nồng đậm huyết sát tựa như ở hắn đỉnh đầu tạo thành một đạo huyết long hư ảnh. Nhàn nhạt long ngâm vang khắp trời đất. Sở Thục Nhiên. Ngay tại lúc này. Điện thoại di động hắn vang lên một đạo điện thoại. Là Ứng Kình đánh tới. Diệp tiên sinh. Nói. Diệp Thần hoàn toàn đảo. Long hồn bên này đã giúp ngài tra được Sở Thục Nhiên vị trí. Các nàng bây giờ ở tỉnh Chiết Giang võ đạo gia tộc Mạnh gia. Địa chỉ đã phát điện thoại ngươi lên. Chỉ cần ngài dẫn đường là được. Còn nữa, ta bên này đã giúp ngươi quy hoạch tuyến đường. Một đường đèn xanh. Long hồn có thể giúp ngươi chỉ có đến cái này. Nghe được câu này, Diệp Thần không biết vì sao trong lòng có một loại cảm động. Hắn vốn là đối với long hồn là vô cùng khinh thường. Nhưng là giờ phút này, Ứng Kình cú điện thoại này tới thật là kịp thời. Hắn thề, sau này chỉ cần long hồn dùng đến hắn địa phương, hắn đều ở đây không tiếc. Cảm ơn. Diệp Thần trực tiếp cúp điện thoại, nhìn một cái địa chỉ. Khởi động xe gắn máy xông ra ngoài. Tỉnh Chiết Giang Mạnh gia. Sở Thục Nhiên ăn mặc một bộ lãng mạn á cách lam phong cách váy đầm dài, đỏ rực màu sắc, chói mắt đoạt hạng mục, tà áo trùng điệp trước chạm rỗng hoa văn, xinh đẹp tinh xảo lưu tô ở mắt cá chân bên phiêu giật. Nàng hai tay ôm ngực, cằm hơi nâng lên, nhìn mạnh cửa nhà mấy người. Vô cùng ngạo nghễ. Mạnh gia, nghe nói các người muốn động ta Sở gia. Hướng cái đó Diệp Thần lấy lòng. Xin lỗi, người có thể phải thất vọng, vậy Diệp Thần nhưng mà sống không quá hôm nay. Sở Thục Nhiên lãnh đạm giọng vang lên, bây giờ nàng đứng sau lưng chính là tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội, có gì sợ hãi. Mạnh gia gia chủ Mạnh Nguyên Xương, trong mắt âm trầm,
hắn ánh mắt rơi vào Sở Thục Nhiên bên người ba vị trên người lão giả. Thành tựu cổ võ giả, hắn có thể cảm giác được rõ rệt ba vị này trên người lão giả có cực mạnh ý định giết người. Mấu chốt thực lực hơn xa với mình. Nếu như động thủ, bọn họ Mạnh Gia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì Mạnh Gia, Mạnh Nguyên Sương bước lên trước, đối với Sở Thục Nhiên nói, ta lúc ấy chỉ bất quá nói một chút mà thôi, nhưng là ta đến trước mắt cũng không có đối với Sở Gia động thủ. Sở Thục Nhiên cười lên, có chút lạnh người. Vậy thì như thế nào? Ngươi không nhúc nhích ta Sở Gia tay, chẳng lẽ ta Sở Thục Nhiên cũng không thể động ngươi sao? Võ đạo giới, duy nhất quy tắc, chính là mạnh hiếp yếu. Chẳng lẽ ngươi thành tựu Mạnh Gia gia chủ cũng không biết sao? Một giây kế tiếp, Sở Thục Nhiên thanh âm bén nhọn vang lên lần nữa, Mạnh Nguyên Sương, quỳ xuống ta trước mặt dập đầu. Nếu không ngươi Mạnh Gia diệt môn. Mạnh Nguyên Sương sắc mặt đại biến, đưa ngón tay ra trước Sở Thục Nhiên nói, Sở Gia nha đầu, ngươi chớ quá mức. Sở Thục Nhiên nhìn một cái sau lưng một vị ông già, nói, kình lão, ta không thích hắn chỉ ta, chặn tay hắn. Sở tiểu thư. Một giây kế tiếp, tàn ảnh vạch qua. Một vị ông già đã xuất hiện ở Mạnh Nguyên Sương trước mặt, lại là một chảo bấu vào người sau trên cánh tay. Hơi dùng sức, Mạnh Nguyên Sương cánh tay trực tiếp gãy lìa. Mấu chốt Mạnh Nguyên Sương thực lực ở nơi này trước mặt lão giả căn bản không có dùng à. Để cho hắn quỳ xuống, Sở Thục Nhiên lại ra lệnh. Kình lão hai chân đạp gãy Mạnh Nguyên Sương đầu gối. Mạnh Nguyên Sương ngay tức thì quỳ ở Sở Thục Nhiên trước mặt. Sở Thục Nhiên cười, đi tới tàn phế Mạnh Nguyên Sương trước mặt, mở miệng nói, ngươi cầu ta à, cầu ta tha ngươi Mạnh Gia, có lẽ ta có thể cân nhắc một chút. Mạnh Nguyên Sương sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn một cái sau lưng đứa trẻ, quả đấm nắm chặt. Hắn tuy là tông sư, nhưng lại là một cái phụ thân. Hắn không do dự nữa, khẽ cắn răng, đầu lâu nặng nề dập đầu ở trên mặt đất. Lại là nói xin lỗi, Sở tiểu thư, là ta sai. Cầu ngươi tha thứ. Sở Thục Nhiên rất hài lòng hết thảy trước mắt, sau đó đưa tay ra làm một cái động tác tay, cười lạnh nói, tất cả mọi người nghe lệnh, tỉnh chiết giang Mạnh Gia, không chừa một mống, bỏ mặc đứa nhỏ và cụ già, toàn bộ tru diệt. Ba cái ông già ngay tức thì vọt tới, mấy cái Mạnh Gia cao thủ muốn ngăn trở, căn bản không có thể, ba vị ông già một quyền dưới, trực tiếp oanh bay. Nhất định chính là nghiền ép. Sau mấy giây, một mảnh hỗn độn. Huyết dịch ngay tức thì tiệm nhiễm ở Mạnh Gia cửa. Đồng thời, một cách đại khái 7 tuổi đứa trẻ liền đứng ở cửa, hiển nhiên bị hết thảy dọa sợ. Hai chân một hơi một tí. Cái đó kình lão thân thể phun trào, gương mặt dữ tợn, một móng hướng đứa bé kia đi. Ở hắn trong mắt, loại này đứa nhỏ giết thì đã có sao. Thấy một màn này, Mạnh Nguyên Sương cổ nổi gân xanh. Vội vàng giận dữ hét, không nên động hắn. Ta van cầu ngươi, không nên động hắn. Nhưng là căn bản không có dùng. Mắt xem kình lão sẽ tới đến đứa trẻ trước mặt, một hồi tiếng nổ thật to vang lên. Cái này tiếng nổ, giống như sấm. Cái này tiếng nổ, như tử thần gầm thét. Tất cả mọi người đều giật mình, lỗ tai lại là vo ve vang. Lại là dừng lại động tác trên tay, hướng bóng người ngọn nguồn đi. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Một người thanh niên cưỡi một chiếc màu đen xe gắn máy cấp tốc tới. Tốc độ nhanh đến cơ hồ chỉ có thể thấy được một đạo tàn ảnh. Nhưng chính là cái này tàn ảnh. Sở Thục Nhiên nhận ra đối phương là ai? Là Diệp Thần. Sở Thục Nhiên con người thoáng qua một vẻ hoảng sợ, sau đó nghĩ tới điều gì, đối với vậy ba vị lão giả nói, mau. Mau giúp ta ngăn lại cái này. Hắn chính là Diệp Thần. Bắt hắn. Đường hội trưởng trùng trùng có thưởng. Vậy ba người nghe sắc mặt vui mừng, con người lộ ra một tia ngoan ý. Quanh thân kình khí cuộn sạch, trực tiếp hướng chiếc kia chạy như bay tới xe gắn máy đi. Bọn họ chỉ chú ý tới Diệp Thần tới. Nhưng hoàn toàn không có chú ý tới Diệp Thần mang ngút trời tức giận tới. Nhìn phía xa Sở Thục Nhiên cùng với ba vị cướp được ông già, Diệp Thần một tiếng giống giận, hai cánh tay chân khí ngưng tụ. Hai chân trực tiếp cách lái xe gắn máy. Bước chân đạp đất, đồng thời hai tay chân khí đẩy ra. Ngay tức thì, cường đại quán tính trực tiếp để cho xe gắn máy tung bay. Lại là hung hãn hướng vậy ba cái ông già đập tới. Đây vẫn chưa kết thúc. Diệp Thần trong tay bắn ra một đạo chân khí.
chân khí trực tiếp và xe gắn máy đánh vào nhau. Bành! Một tiếng vang thật lớn, xe gắn máy trực tiếp nổ bể ra. Lửa giận cháy. Động đất đáng, cuồng gió cuộn sạch. Một màn kia lao ánh lửa nổ tung vậy, sáng chói vô biên, bao phủ bát phương. Chỉ lần này một kích, vậy ba người hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà sẽ như thế cường thế, đột nhiên sau bước lui ra hết mấy bước. Bọn họ trên mặt đều là hoảng sợ, vừa định bỏ chạy, chỉ gặp trong ngọn lửa lại vọt ra khỏi một cái bóng đen. Dám động người ta, tất cả đều chết. Kinh trời nổi giận uống ở hai người bên tai nổ vang. Đạo thân ảnh kia chính là Diệp Thần. Giờ phút này lao ra lửa kia biển, cái này tư thế. Khí thế kia, uyển như thiên thần hạ phàm. Ba người triệt để ngây dại, bọn họ tu võ nhiều năm như vậy, kia gặp qua loại này dáng điệu à. Thật là con mẹ nó liền là tên điên à. Một cái trong đó trước mặt nhất ông già, trong lòng lại khó hiểu sinh ra sợ hãi. Nhưng là khi thấy bóng đen vào tới, hắn vội vàng đem trong lòng hết thảy sợ hãi vung tán. Cánh tay ngưng tụ cường đại kình khí hướng Diệp Thần đập tới. Bành! Nhưng là hắn căn bản không có tư cách đưa tay ra, Diệp Thần đã một quyền nện xuống. Một quyền này ngưng tụ Diệp Thần hôm nay tất cả tức giận. Tông sư cơn giận! Diệp Thần cơn giận! Ai dám chịu đựng? Cái đó ông già tựa như cảm giác được một cái đạn đại bác đập phải trên ngực. Hắn muốn từng ngụm hô hấp, lại không có tư cách. Hắn con người tràn đầy sợ hãi. Hắn cúi đầu nhìn mình thân thể, lại có thể nứt ra. Huyết dịch phun ra, hắn thân thể nổ bể ra. Chia năm xẻ bảy. Cái đầu tiên, Diệp Thần lạnh như băng uống tiếng vang lên. Bước chân đạp một cái, mặt đất xuất hiện một đạo sâu đầm lõm xuống. Chân khí bùng nổ, trực tiếp hướng một cái khác ông già phóng tới. Hắn rất rõ ràng ba vị này ông già tất nhiên là động thủ đối phó vậy vô tội người một nhà đầu sỏ. Vậy là đối phó tập đoàn thiên chính những người đó xúc sinh. Cái này ba người hẳn phải chết. Lão kia người một mực nghe nói Diệp Thần có bao kinh khủng, một mực xem thường. Nhưng là bây giờ nhìn vậy trên đất nổ bể ra đồng bạn thân thể, hoàn toàn bị sợ hãi chiếm đoạt. Giờ phút này, hắn cảm thấy thằng nhóc này căn bản không phải cái gì thợ săn. Thật là con mẹ nó chính là địa ngục sát thần. Hắn không do dự nữa, trong tay áo xuất hiện một chuôi đoản đao. Đoản đao cuồn cuộn kình khí, xé không khí, hoa một đạo lạnh như băng độ cong trực tiếp hướng Diệp Thần ngực phong tỏa. Hắn vốn lấy là Diệp Thần sẽ né tránh, nhưng phát hiện đối phương hung ác như một đầu nổi giận sư tử đực. Như cũ một quyền nện xuống, lại có thể dùng quả đấm đối với đao. Đây là não tàn sao? Ngay tại hắn trong lòng sinh ra cái ý nghĩ này nháy mắt, Diệp Thần quả đấm đụng vào lưỡi đao trên. Đinh! Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Quỷ dị chuyện xảy ra, tay hắn bên trong nắm chặt đoản đao lại bị một quyền đập gãy. Làm sao có thể? Tiểu tử này quả đấm là sắt thép chế tạo sao? Cái thứ hai! Diệp Thần lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải trực tiếp giữ lại đối phương cổ. Chân khí từ đan điền toàn bộ hội tụ ở trên cánh tay phải. Chợt ép xuống. Oanh! Ở ông già sợ hãi con người hạ, thân thể đập xuống đất, xương gãy lìa. Máu thịt mơ hồ. Liền liền cổ cũng bị vặn gãy. Sau đó, Diệp Thần ổn định thân hình, đứng lên, vậy hàn như băng đao con người bắn thẳng đến cuối cùng một vị ông già. Kình lão! Ngươi là cái thứ ba, là ngươi tự mình ra tay, vẫn là ta tự mình động thủ. Diệp Thần lời nói lạnh như băng, chỉ như vậy rơi xuống. Bình thản, nhưng lại hiện lên tự ý. Chung quanh hết thảy, thật giống như đều ở đây Diệp Thần nắm trong bàn tay. Kình lão hạ theo bản năng lui về sau một bước, từ Diệp Thần xuất hiện đến hai vị tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội đồng bạn bỏ mình. Liền 10 giây cũng chưa tới. Vậy hai ông cụ cũng đều là Hoa Hạ tông sư bảng trước 400 tồn tại à? Coi như là hắn cũng không khả năng dễ như trở bàn tay chém chết. Kình lão rất rõ ràng, lần này, hắn căn bản không có đường lui. Thợ săn Diệp Thần thực lực quá kinh khủng. Khủng bố đến hắn liền đánh lại dục vọng cũng không có. Một giây kế tiếp, hắn làm một cái dứt khoát quyết định, trực tiếp quỳ xuống trên đất, hai tay ôm quyền, nghiêm túc nói, khẩn cầu Diệp tiên sinh tha ta một mạng. T.
Tất cả mọi người tại chỗ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không khí lại là an tĩnh lại. Sở Thục Nhiên sắc mặt tái nhợt, Kình lão là cái này trong ba người thực lực mạnh nhất tồn tại. Bây giờ hắn cũng quỳ xuống, nàng còn có thể có biện pháp gì? Hô hấp của nàng tựa như dừng lại, nhìn Diệp Thần, tựa như cảm giác một cái bàn tay vô hình giữ lại nàng cổ họng. Nàng sợ lui về sau một bước, nhưng không nghĩ mình mang giày cao gót, cổ chân lắc một cái, trực tiếp té xuống đất. Váy xé, xuân quang chợt hiện. Nhưng không ai chú ý. Diệp Thần từng bước hướng Kình lão đi tới, trên cao nhìn xuống nhìn đối phương, nhàn nhạt nói, muốn ta tha ngươi. Kình lão toàn thân ướt đẫm, lại là chợt gật đầu. Ta ở Hoa Hạ Tông Sư bảng hạng 307 tên, ta nguyện ý là Diệp tiên sinh dốc sức. Càng muốn giúp ngươi đối phó Đường Ngạo. Hắn vốn lấy là Diệp Thần sẽ cân nhắc mấy giây, lại không nghĩ rằng bên tai vang lên một đạo dùng mình, ngươi không xứng. Chết! Bành! Diệp Thần chân phải trở đá ra, trực tiếp rơi vào Kình lão trên lồng ngực. Kình lão thực lực rất mạnh, tự nhiên rất nhanh phản ứng, kình khí ngưng tụ ở một trường trên. Trực tiếp đánh ra. Sắc sắc! Vốn lấy là có thể ngăn cản mấy phần, lại không nghĩ rằng, hắn xương trực tiếp vỡ vụn. Đồng thời ngũ tạng lục phủ đều bị một cổ lực lượng xuyên thấu. Hắn thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Ước chừng 10 mét. Cuối cùng đập vào một viên trên cây lớn, cường đại lực trùng kích trực tiếp để cho hắn xương sống gãy lìa. Giống như bị một cái cự kiếm chặn ngang chặt đứt vậy. Phốc! Hắn khóe miệng từng ngụm khạc máu tươi, thân thể ngã trên đất. Hoàn toàn chết! Mạnh Nguyên Xương vô cùng kinh ngạc nhìn hết thảy các thứ này, nhưng trong lòng không có sợ hãi. Bởi vì hắn biết cái này thiếu niên không phải tới giết hắn, ngược lại là tới cứu người. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần tầm mắt rơi vào Sở Thục Nhiên trên mình. Hắn không nhanh không chậm đốt một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, sau đó hướng Sở Thục Nhiên từng bước đi tới. Rất nhanh, chân hắn bước dừng lại. Liền nhìn như vậy trên đất run rẩy Sở Thục Nhiên. Diệp Thần khóe môi nhếch lên lau một cái lãnh ý. Khinh thường, uy nghiêm, bình tĩnh. Một giây kế tiếp Diệp Thần đem khói mù nồng nặc phun ở liền Sở Thục Nhiên trên mặt. Sở Thục Nhiên không biết hút thuốc, dĩ nhiên là bị thuốc lá này bị sặc, nàng rất muốn tằng hắn một cái nhưng một cử động cũng không dám. Chỉ như vậy trợn mắt nhìn ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ông trời cho ngươi một bộ tốt cái xác, một cái tốt ra thế, tại sao không quý trọng? Nhất định phải tới đắc tội ta. 5 năm trước, ngươi cự tuyệt ta, để cho ta chịu khuất nhục, để cho ta rơi vào địa ngục, để cho ta bị người cười nhạo. Ta không có giết ngươi. Là bởi vì là ta khinh thường giết người phụ nữ. Nhất là ngươi như vậy người phụ nữ hèn mọn. Diệp Thần thanh âm giống như ở cho Sở Thục Nhiên thẩm phán vậy, vô tận dùng mình, để cho nàng toàn thân rụt rè. Nhưng là bây giờ, ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Ta chỉ hỏi ngươi một cái vấn đề, Thẩm Hải Hoa bọn họ ở đâu? Sở Thục Nhiên ngậm miệng không nói, nàng rất rõ ràng, nàng nếu như nói ra, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng không muốn chết à? Đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì, bước kế tiếp trực tiếp xé trên người quần áo, lộ ra đầy tràn ngực. Diệp Thần, van cầu ngươi tha thứ ta một lần, ta nguyện ý làm phụ nữ của ngươi, dù là tình nhân cũng được. Ngươi muốn thế nào, ta cũng đáp ứng. Sở Thục Nhiên nói tiếng nói còn chưa nói hết, Diệp Thần tay liền bắt được đầu nàng phát, hung hãn hướng trên đất đập tới. Bành! Sở Thục Nhiên gò má ngay tức thì tràn đầy máu tươi. Ta cuối cùng lặp lại một lần, Thẩm Hải Hoa bọn họ kết quả ở đâu? Ngươi như nếu không nói, ta định đem đầu ngươi lô vạn hạ. Diệp Thần trên người sát ý phóng thích mở. Sở Thục Nhiên hoàn toàn không cách nào hít thở. Nàng thậm chí cảm giác được mình thân thể chìm vào địa ngục, vô tận hành hạ. Nàng cũng không nhịn được nữa, vội vàng nói, bọn họ. Bọn họ đã bị đưa đến Vân Hồ Sơn Trang đi. Nghe được câu này, Diệp Thần quả đấm cầm chặt. Sau đó liền đi ra bên ngoài, đồng thời từ túi lấy ra điện thoại di động, gọi cho Diệp Lăng Thiên. Để cho hắn phái xe tới đón hắn. Quỳ dưới đất Sở Thục Nhiên gặp Diệp Thần lại có thể rời đi, thở ra một hơi. Dưới mắt, chỉ phải sống sót liền tốt. Ngay tại nàng như chút được gánh nặng thời điểm, Diệp Thần bước chân dừng lại. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm cái gì,
ta không phải phải rời khỏi, mà thì không muốn người vậy bẩn thỉu máu đụng phải ta. Lời nói rơi xuống, Diệp Thần chân phải rạch một cái, lòng bàn chân một cái đoạn đao mảnh vỡ bay ra ngoài. Ánh sáng trắng lóe lên, ý định giết người nổ bắn ra, như quỷ trách gào thét. Ma sát không khí, truyền ra hô khiếu chi thanh, làm cho lòng người sợ hãi. Xì. Thanh kia đoạn đao mảnh vỡ trực tiếp cắm vào Sở Thục Nhiên ấn đường trên. Nàng vậy phóng đại con ngươi, sức sống tan giả. Lúc này định cách. Sở Thục Nhiên, chết. Toàn bộ mạnh ra ngoài cửa, như chưa đêm bãi tha ma vậy yên lặng, ngay cả tiếng hô hấp cũng không có. Mạnh Nguyên Sương biết Diệp Thần rất mạnh. Cũng biết hắn là Ninh Ba xứng đáng không thẹn người thứ nhất. Nhưng là cái này cũng mạnh thật là quá đáng đi. Mấu chốt cái này thủ đoạn giết người quá mức sợ hãi, hoa hạ cái nào võ đạo tông sư sẽ như vậy à? Nhất định chính là trong địa ngục bò ra ác ma. Cái này Diệp Thần, giờ phút này để cho người cảm thấy vô biên uy nghiêm và bá đạo. Mạnh Nguyên Sương cũng rất rõ ràng, nếu như không có Diệp Thần ra tay, bọn họ mạnh ra hoàn toàn xong rồi. Hắn hai tay đè xuống đất, trực tiếp cho Diệp Thần dập đầu là ba đầu. Mạnh Nguyên Sương cảm ơn Diệp Tông Sư xuất thủ cứu giúp. Diệp Thần nhìn lướt qua Mạnh Nguyên Sương, không để ý đến, cho đến xe xuất hiện, hắn mới mở cửa xe, lên xe, biến mất ở Mạnh gia. Đối với hắn mà nói, trò chơi vừa mới bắt đầu. Tỉnh Chiết Giang, Vân Hồ Sơn Trang. Một mảnh vui mừng. Nơi này dựa vào núi, ở cạnh sông, hoàn cảnh rất là không tệ. Không ngừng có người tràn vào Sơn Trang. Vân Hồ Sơn Trang bãi đậu xe, cơ hồ cùng một màu đều là quý giá kiểu xe. Tựa như nhà giàu cao cấp triển lãm xe. Trong Sơn Trang, cơ hồ hội tụ tỉnh Chiết Giang cao cấp nhất một nhóm gia tộc. Hơn nữa nơi này phần lớn người đều có cực mạnh võ đạo thực lực. Bởi vì nửa tỉnh Chiết Giang người võ đạo giới đều tới. Chỉ vì là ngày hôm nay tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội hội trưởng Đường Ngạo 60 đại thọ cuộc sống. Đường Ngạo bỏ mặc thực lực vẫn là địa vị, ở tỉnh Chiết Giang võ đạo giới cũng là có kim tự tháp tột đỉnh tồn tại. Ha ha, Đường hội trưởng, thật lâu không gặp, xem Đường hội trưởng khí sắc, phỏng đoán đã đột phá đi. Một vị ông già chắp tay một cái nói. Đường Ngạo và mọi người chuyện trò vui vẻ, từ đầu đến cuối duy trì cấp trên tư thái. Hắn mời nhóm người này phần lớn là tỉnh Chiết Giang danh môn quý tộc. Nhưng là ở trước mặt hắn. Lại coi là cái gì? Không ngừng có người tiến vào Vân Hồ Sơn Trang, rất nhanh, Vân Hồ Sơn Trang phòng yến hội, không sai biệt lắm người cũng đủ. Mặc dù phòng yến hội bầu không khí rất là vui mừng, nhưng là tầm mắt mọi người không khỏi cũng biết hướng cửa phương hướng bỏ đi. Chỉ vì là, tất cả mọi người trong lòng cũng rất rõ ràng. Ngày hôm nay vị kia hung danh bên ngoài thợ săn rất có thể xuất hiện. Thà nói đây là Đường Ngạo 60 đại thọ. Không bằng nói đây là nhằm vào thợ săn Diệp Thần vực sâu vạn trượng. Chỉ cần cái thằng nhóc đó dám bước vào một bước, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nơi này đã sớm bố trí xong hết thảy, chờ trên con mồi câu. Chu Chính Đức, Chu Phúc Lộc và Hạ Hoàng Nghiệp vừa vặn ở một bàn. Ba người trong tròng mắt đều tràn đầy một vẻ lo âu. Bọn họ biết Diệp Thần sẽ gây chuyện, nhưng là nhưng căn bản không nghĩ tới Diệp Thần đem sự việc gây to lớn như vậy. Đã không phải là tỉnh Chiết Giang chính đàn và kim tiền có thể cứu vãn tồn tại. Coi như quốc gia muốn ngăn trở võ đạo giới ân oán, vậy rất mệt khó khăn. Đây cũng là long hồn vẫn không có ra mặt nguyên nhân. Bọn họ chỉ có thể hy vọng Diệp Thần dù sao cũng không nên xuất hiện. Đồng thời, khác một bàn, một cái xinh đẹp thiếu nữ đang bắt chéo chân ngồi, mắt đẹp lưu tô, thần thái sáng láng. Nàng mọi cử động để cho vô số chàng trai tài tuấn ái mộ. Nàng cơ hồ là ngày hôm nay Vân Hồ Sơn Trang hấp dẫn người nhất tồn tại. Chu Nhã, tỉnh Chiết Giang một trong ba đại mỹ nữ. Bên cạnh nàng ngồi một cái trung niên nam tử, chính là Chu gia tộc dài Chu Vấn Thiên. Chu Vấn Thiên nhìn một cái ngoài cửa, gặp không có động tĩnh, liền thấp giọng nói, Diệp Thần vạn nhất thật tới, chúng ta thật muốn bảo vệ hắn. Chàng này trong yến hội nhiều như vậy võ đạo cường giả, nếu như chúng ta đứng ra, không thể nghi ngờ là và Đường Ngạo quyết liệt. Sau này phiền toái có rất nhiều à. Chu Nhã không để ý đến, hai tay ôm ở ngực, mắt đẹp nhắm lại, tựa như rơi vào trầm tư.
Chu Vấn Thiên thở dài một cái, lắc đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Ngay tại lúc này, đám người truyền tới một hồi sao động. Chỉ gặp phòng yến hội thảm đỏ trên, lại xuất hiện là bốn đạo thân ảnh. Bất quá, cái này bốn đạo thân ảnh căn bản không phải cái gì quý khách. Bởi vì bọn họ là bị mấy vị cường giả rất miễn cưỡng đè đi lên. Thẩm Hải Hoa, Uông Vũ Hằng, Uông Thúc, Trương Di. Trong bốn người, Thẩm Hải Hoa tương đối lạnh yên tĩnh, ánh mắt ngưng mắt nhìn chung quanh, không biết đang suy nghĩ gì. Mà Uông Vũ Hằng thì không ngừng vùng vẫy. Hắn khóe miệng còn có vết máu, sắc mặt tái nhợt. Hắn vốn cho là công pháp của mình tu luyện, có thể bảo vệ mình, nhưng phát hiện ở sau lưng hai cái trước mặt đàn ông, hắn liền động thủ quyền lực cũng không có. Còn như Uông Thúc và Trương Di chính là người đàng hoàng, bọn họ từ đầu tới cuối đầu óc trống rỗng, không biết phát sinh cái gì. Thậm chí gặp tất cả mọi người nhìn về phía bọn họ, hai người nét mặt già nua có chút ửng đỏ, cảm giác được mình giống như trong vườn thú khỉ tử. Toàn bộ phòng yến hội ở bốn người xuất hiện ngay tức thì, an tĩnh lại. Nguyên bản và người khác nói chuyện trời đất Đường Ngạo cũng là ngừng lại, còn người thoáng qua một tia lạnh như băng. Hắn hai tay chắp sau lưng, hướng bốn người đi tới. Đường hội trưởng, người mang tới. Một vị lão giả nói. Đường Ngạo gật đầu một cái, nhìn lướt qua trước mặt bốn người, diễn cảm ngay tức thì đổi là lạnh như băng, tức giận một tiếng, toàn bộ quỳ xuống cho ta. Bành! Tông sư giận dữ, bốn người cũng cảm giác trên bả vai đè xuống cái gì vật nặng. Cả người cũng không chịu nổi. Trực tiếp quỳ xuống trên đất. Trừ có tu luyện căn cơ Uông Vũ Hằng, còn lại ba người tất cả đều khạc ra một ngụm máu tươi, yếu ớt đến trình độ cao nhất. Bọn họ chẳng qua là người bình thường à, làm sao chịu nổi một vị tỉnh chiết giang cao cấp cường giả uy áp à. Ba mụ, Uông Vũ Hằng mặc dù khó chịu, nhưng vậy cố nén. Hắn cổ tràn đầy gân xanh, vô cùng tức giận. Sau đó hắn nhìn về phía Đường Ngạo, gầm hét lên, người động ba mẹ ta coi là bản lãnh gì, có bản lãnh động tới ta à. Hừ, Uông Vũ Hằng lại là khạc ra một bãi nước miếng. Nước miếng chấm nhỏ văng đến Đường Ngạo trên mặt. Đường Ngạo sắc mặt trầm xuống, xem ra vật hợp theo loại, người hợp theo bầy, người đi theo thằng nhóc kia, tu vi không tăng nhiều ít, nóng nảy ngược lại là học không thiếu. Động ngươi, nếu như ta muốn giết ngươi, chẳng qua là một hơi thở giữa sự việc. Nếu như không phải là vì dẫn thằng nhóc kia tới đây, ngươi chết sớm. Lời nói rơi xuống, Đường Ngạo một chân đạp liền đi ra ngoài. Kết kết thật thật rơi vào Uông Vũ Hằng bụng trên. Uông Vũ Hằng ngay tức thì bay ra ngoài, lại là cảm giác được bụng rời sông lấp biển, huyết khí dâng trào, kềm nén không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Uông Thúc và Trương Di gặp mình nhi tử xảy ra chuyện, vội vàng bò qua, đem Uông Vũ Hằng vững vàng bảo vệ trong người hạ. Bọn họ mặc dù sẽ không cổ võ, cũng không hiểu tu luyện, nhưng là đây hoàn toàn là phụ mẫu bảo vệ đứa trẻ bản năng cử chỉ. Hai người như báo săn mồi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Ngạo. Không sợ hãi chút nào. Đường Ngạo cười nói, một đám hèn mọn con kiến hôi mà thôi, thật lấy là mình có chút cân hai. Bỏ mặc thằng nhóc kia có tới hay không, các người bốn người đều sẽ chết rất thảm. Ta muốn thằng nhóc kia đau đến không muốn sống, cả đời sống ở trong bóng ma. Nói xong, Đường Ngạo tầm mắt rơi vào Thẩm Hải Hoa trên mình, hắn tiến lên mấy bước, vậy lóe sáng giày ra trực tiếp dẫm ở Thẩm Hải Hoa trên cánh tay. Rắc rắc, một tiếng, Thẩm Hải Hoa cánh tay trực tiếp bị đạp gãy. Nghe nói ngươi theo vậy Diệp Thần quan hệ không tệ, ngươi càng là vì Diệp Thần bôn ba vất vả, ngươi nói, thằng nhóc kia sẽ đến cứu các người sao? Vừa vặn, hôm nay là ta 60 đại thọ, ngươi nói mấy câu dễ nghe xem, nói không chừng ta tâm tình tốt, sẽ tha các ngươi. Thẩm Hải Hoa cố nén đau đớn, ngẩng đầu lên, lạnh như băng con ngươi bắn về phía Đường Ngạo. Gần từng chữ ta biết Diệp tiên sinh mấy tháng, ta chỉ biết là một chuyện, bất kỳ đắc tội Diệp tiên sinh người đều chết hết, chết rất thảm. Người cũng không biết ngoại lệ. Câu nói sau cùng cơ hồ là hắn gầm thét lên tiếng. Hắn trong lòng tức giận à. Cùng lúc đó, Vân Hồ Sơn Trang bên ngoài. Một chiếc bán tải ngừng lại. Bán tải rất là quỷ dị. Bởi vì hắn phía sau lại yên lặng để một cái quan tài. Quan tài lạnh người. Tự ý phát ra. Một người thanh niên xuống xe,
con người có trước đó chưa từng có lạnh như băng. Điện chủ, ám điện người đã ở chung quanh đợi lệnh, thật không cần chúng ta đi vào. Diệp Lăng Thiên đối với Diệp Thần nói. Diệp Thần lắc đầu một cái tay trực tiếp chộp vào quan tài một đầu, nhẹ nhàng dùng sức vén lên. Quan tài trực tiếp rơi vào hắn bả vai trên. Thấy một màn này, Diệp Lăng Thiên con người co rúm một cái. Ở người khác 60 đại thọ đưa quan tài, hắn thật đúng là lần đầu gặp. Phỏng đoán toàn bộ Hoa Hạ cũng chỉ có điện chủ dám làm như vậy. Diệp Thần vác quan tài, trong mắt tràn đầy tia máu, nói, không cần ám điện ra tay, các ngươi chỗ dùng ở phía sau, chém chết Đường Ngạo, ta một người đủ rồi. Nhưng mà ta nghe nói bên trong nhưng có trước tỉnh chiết giang võ đạo giới nửa vách đá giang sơn, nếu như bọn họ cũng đứng ở Đường Ngạo bên này, điện chủ ngươi có thể tương đương với phải đối mặt toàn bộ võ đạo giới à? Diệp Thần thanh âm rét lạnh vang lên, ta cho tới bây giờ không đem tỉnh chiết giang võ đạo giới coi ra gì, nếu như bọn họ dám đứng ở Đường Ngạo bên này, giết chính là. Nói xong, Diệp Thần liền vác quan tài hướng Vân Hồ Sơn Trang đi. Một màn này giống như đã từng quen biết. 5 năm trước, hắn ở Vân Hồ Sơn Trang, không cách nào cứu vãn hết thảy, chỉ có thể nhìn phụ mẫu ở trước mặt hắn xảy ra chuyện, lựa chọn hèn mọn rơi xuống Hồ Đông Tiền. 5 năm sau đó, hắn lại tới Vân Hồ Sơn Trang, lần này, hắn phải nói cho tất cả mọi người. Vì sao là chiến thần? Không chỉ như vậy, lại là phải hướng mọi người tuyên bố, hắn Diệp Thần trở về. Vân Hồ Sơn Trang phòng yến hội. Thẩm Hải Hoa và Uông Vũ Hằng một nhà ba người, ở uy áp hạ bị hành hạ rất là khó chịu. Bọn họ chẳng qua là người bình thường, giống như Đường Ngạo như vậy tồn tại, phân phút có thể phá hủy bọn họ. Bọn họ muốn phản kháng, nhưng là liền cơ hội phản kháng cũng không có. Xa xa Uông Vũ Hằng thừa dịp tất cả mọi người không chú ý uống một viên đan dược, hắn hơi thở điều chỉnh tới đây. Cuối cùng dễ chịu một ít. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 11.